còn có đôi lời nàng không biết xấu hổ nói ra. Để Lưu Huy xe thể thao không ngồi, đi theo đánh xe, một mình ngươi Kiều Tích Tích đại mỹ nữ nhàn rỗi không chuyện gì mà đi tội này mà làm gì. Dù sao coi như là lại tiểu biệt thắng tân hôn, muốn dính chung một chỗ, có thể chờ lát nữa cũng không phải là không thấy được. Ta, Apple căn bản không thương lượng, biểu môi không chút do dự cự tuyệt nói. Nóng thì thế nào, đừng nói nàng căn bản không sợ nóng, phi ca trước kia đã dạy nàng tu luyện, là nàng thật chẳng qua là người bình thường, sợ nóng, bây giờ vậy nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn theo phi ca dính chung một chỗ. Muốn phi ca đột nhiên bây giờ lại không thấy, nàng nên làm cái gì? Tìm ai khóc đi. Thấy vậy Trần Phi cười khổ một hồi không được, vội vàng nói, chính ta cũng là lái xe tới. Muốn vị trí không đủ, Apple ngồi xe ta đi. Ngươi lái xe tới, Lưu Huy ngây ngẩn nhìn Trần Phi. Liền vậy Trần San San cũng vậy, sửng sốt hồi lâu, mới vẻ mặt cổ quái nhìn Trần Phi, ngươi là kinh đô người. Không phải, Trần Phi lắc đầu một cái. Vậy ngươi đây không phải là chọc cười chúng ta mà, đây chính là kinh đô à, coi là ngươi có tiền mua xe, số đâu. Ngươi có thể đừng nói cho ta ngươi đong đưa số vậy đong đưa đến. Vậy làm sao có thể? Trần San San một bộ, ngươi là đang khoác lác ép, hình dáng, khinh bỉ nói. Không có biện pháp, Trần Phi nghe giọng nói rõ ràng không phải kinh đô người, hơn nữa cả người một bộ, trang điểm, vậy không giống như là bác sĩ, lại thêm trước hắn tự giới thiệu mình, nói chính hắn là bác sĩ. Nhiều như vậy điểm, nhiều như vậy nguyên tố chung vào một chỗ. Nơi doanh tạo nên nhân vật tất nhiên, nhất định là người bình thường cao tầng lần, một năm có lẽ mới có thể có mấy trăm ngàn. Cái này còn là đi chỗ cao nói, có thể người như vậy như nếu là nói có thể tại kinh đô cắm rễ, có xe, đây không phải là khai quốc tế lớn đùa giỡn sao. Đừng nói là nàng không tin, một bên, Lưu Huy cũng cảm giác có chút hoang đường. Trần Phi nếu không chúng ta cùng ngươi ở nơi này đợi một chút, ta để cho người lái chiếc xe qua mà tính. Hẳn không cần phải bao lâu, nửa giờ không sai biệt lắm đủ. Một lát sau, Lưu Huy sắc mặt miễn cưỡng lộ ra nụ cười nói. Hắn cũng coi là biết làm người, hơn nữa còn không tệ, vừa chiếu cố đến Trần Phi, lòng tự ái, lại khéo đưa đẩy trường hợp. Vứt đi, là tình địch, một điểm này mà nói, người này vẫn là có thể để cho tới làm bạn, tính cách không tệ. Lúc này, muốn nếu đổi lại là những thứ khác còn trẻ có là, năm nhiều tiền một tỷ nhà giàu, gặp Trần Phi như vậy, như bức thổi thiên, hơi mở miệng giễu cợt đôi câu, vậy cũng là cho ngươi mặt mũi. Thậm chí, xé ra không cho ngươi mặt mũi. Vậy đều không trách. Trần Phi lão mở loại này đùa giỡn không có ý nghĩa. Nếu không bọn chúng ta Lưu Huy để cho người tới đón chúng ta đi. Trần San San cũng là liếc một cái Trần Phi. Trần Phi nghe vậy thấy vậy, dĩ nhiên là khóc cười không được. San San, Lưu Huy các người có ý gì à? Phi ca nói lái xe tới, vậy khẳng định là lái xe tới, lừa gạt các người làm gì? Apple khí đô đô đích biểu môi, thay Trần Phi bất bình dùm. Đi thôi, ta xe ngừng ở bên ngoài. Trần Phi cũng là khóc cười không được lắc đầu một cái, kéo Apple hướng thư viện đi ra bên ngoài. Vậy lúc này, đi đem đồ vật bày ra đó mới là thật có sức thuyết phục. Thật muốn đi ra ngoài. Gặp Trần Phi kéo Apple trực tiếp là đi ra ngoài, vậy Trần San San lúc này mới một mặt hồ nghi lẩm bẩm nói, đi theo, này, Trần Phi chúng ta đùa giỡn rồi, như thế tích cực làm gì? Này, người không biết thật lái xe tới chứ? Đi xem không biết, đưa lưng về phía Trần San San, Trần Phi cười giơ lên tay nói. Thấy tình cảnh này, Lưu Huy mặc dù cau mày, nhưng vậy vẫn là đi theo. Kinh đô truyền thông đại học số 2 ngoài cửa, từng chiếc một xe sang tụ tập, người xem hoa cả mắt. Lúc này, một vị ở nơi này làm hơn 10 năm lão bảo an, uống ít rượu, đang cùng mới tới tiểu đệ hay khoe khoang. Ta cho các người nói, không phải ta Trịnh lão đầu hay khoe khoang. Ở nơi này truyền thông đại kiền liền hơn 10 năm, những thứ khác giải vậy không học, có thể một điểm này, tùy tiện một chiếc xe, ta chỉ cần liếc một cái, có thể biết hắn là lai lịch thế nào. Bưng cái hồng tinh rượu sái, lão bảo an Trịnh lão đầu lắc lư thong thả ở đó đi về phía trước, vừa chỉ một chiếc hai cái R dương dương đắc ý nói, giống như chiếc này, biết chứ. Rolls-Royce, nước Anh Rolls-Royce xe của công ty, một chiếc ít nhất 400.500. Hơn nữa cái này còn không là thông thường Rolls-Royce khoản hình, nhìn dáng dấp còn giống như là muốn đặt đặc chế. Cái này kinh đô à, là có người nhiều tiền, xe này ít nhất 700.800.
700.800. Trời ạ, sớm nghe nói không thiếu người có tiền thích tới chúng ta truyền thông lớn. Muốn ta là nữ, thấy loại này vàng xe, không cởi hết quần áo đi giường nhảy mới là lạ. Một cái mới bảo an mặt đầy mặt dỗ, thô bỉ thở dài nói. Ngươi, vẫn là được rồi, người bộ dáng kia, đi một chuyến nước Thái cũng là uổng công, sợ rằng đi cũng là không người xem được. Ồ, Trịnh ca ngươi xem vậy chiếc Audi bảng số xe làm sao như thế trách? Bạch bảng vọt một cái số không, giả chứ? Một người khác đầu tiên là một mặt khinh bỉ giễu cợt, hơn nữa lại đột nhiên liếc về một bên một chiếc bốn phía đều không đậu xe Audi, một mặt hồ nghi nói. Giải đồ chơi, bạch bảng vọt một cái số không. Nhưng ai biết vậy Trịnh lão đầu nghe vậy trực tiếp là cả người giật mình một cái, con người lớn lên lão đại, gắt gao nhìn chằm chằm vậy xe Audi, trợn mắt hốc mồm, run run nói, không, không phải đâu. Đại tướng quân vậy chạy tới chúng ta địa phương này. Đại tướng quân, bên người hai đứa nhỏ bảo an một mặt mơ hồ, hỏi Trịnh ca, cái gì đại tướng quân à? Xong lần này Trịnh lão đầu xỉ xỉ xách xách bĩu môi, cũng tỉnh rượu, nói vậy không trả lời, ngược lại là dưới chân giống như là đi nhanh như bay vậy, quay đầu đi, hỏi một chút hỏi. Hỏi nhiều như vậy để làm gì? Đi đi, tuần tra đi. Cùng lúc đó, Trần Phi một số người cũng là từ vậy số 2 cửa đi ra. Này này Trần Phi ngươi đem chúng ta đi kia lĩnh đâu? Xe ngươi rốt cuộc ở đâu à? Không xem ta mặc giày cao gót sao, chân đều đau. Trần San San ở phía sau một mặt u oán nói. Nói kêu ngươi ngu như vậy, đi ra ngoài ăn một bữa cơm còn mặc cái gì giày cao gót? Lưu Huy ở sau lưng nói. Ngươi lấy là ta nguyện ý à? Còn không phải là Apple. Ngươi xem nàng như thế cao, ta nếu không phải không mặc, đó không phải là lộ vẻ được ta rất lùn sao? Như vậy sao được, Trần San San một mặt chuyện đương nhiên nói. Phải biết, vì có thể ở Apple trước mặt ngẩng đầu lên, nàng đã thi triển ra cả người thủ đoạn, để cho Apple 1-2 năm đều không mang giày cao gót, mà nàng mà, đương nhiên là mỗi ngày xuyên hả. Lưu Huy nghe vậy dĩ nhiên là một mặt không nói. Mà vào lúc này, hắn dư quang khóe mắt bỗng nhiên liếc về xa xa một chiếc vô cùng là nổi bật xe Audi, nhất thời lập tức ngây ngẩn. Này, ngươi làm gì? Làm sao đột nhiên một chút không đi? Trần San San nghi ngờ nói. Không phải, người xem xe kia, cái gì, tướng quân Audi. Lưu Huy đầu ngón tay phát run nhìn trước mặt vậy hai bạch bài vọt một cái số không Audi, nuốt nước miếng một cái, run run nói. Lấy hắn thân phận, dĩ nhiên biết loại xe này là do kinh khủng dường nào. Phổ thông tướng quân thậm chí cũng căn bản ngồi không. Tướng quân Audi, đó là cái gì, nghe thật giống như rất lợi hại dáng vẻ. Bất quá xe này thoạt nhìn là thật lợi hại, chung quanh lại có thể cũng không có xe dám ngừng. Trần San San một cách tinh quái con ngươi lướt qua một tia rung động. Phải biết giống như các nàng kinh đô truyền thông lớn như vậy cả nước nổi tiếng cao đẳng học phủ, đừng nói là hầm đậu xe, coi như là bên ngoài cái này lộ thiên, đó cũng là số lượng có hạn, căn bản là cung không đủ cầu. Chớ nói chi là giống như bây giờ, chung quanh lớn như vậy khối đất mới có thể dừng xe, lại cứng rắn là không ai dám vượt qua. Ngươi cái này không nói nhảm sao? Đây chính là tướng quân xe. Ngươi biết cái gì gọi là tướng quân xe sao? Tướng lấy, hơn nữa còn phải là đây, mới có tư cách ngồi xe này. Lại có tướng đến nơi này, là có cháu trai cháu gái ở nơi này đọc sách sao? Lưu Huy tự lẩm bẩm, mắt thoáng qua một tia hâm mộ. Đây chính là tướng à? Dõi mắt bọn họ hoa hạ, bây giờ còn có thể có mấy vị có tư cách ngồi vị trí kia? Vị trí kia mỗi một vị. Đều là vang đương đương anh hùng, siêu cấp không nghiêu xoa nhân vật. Thậm chí liền hắn thân phận, 1 tỷ nhà giàu, loại xe này, trước mắt cũng vẫn là lần đầu tiên thấy thật. Đơn giản là mở mắt à. Tướng, nghe vậy vậy Trần San San cũng là khiếp sợ không trưởng thành miệng, nàng thật ra thì cũng có chút lai lịch, cho nên sao có thể không biết, tướng, cái này hai chữ, ở bọn họ hoa hạ có địa vị cùng phân lượng. Xem ra quốc gia chúng ta vòng giải trí lại ra được một vị nghiêu xoa ngôi sao lớn. Rồi sau đó, gặp hắn hơi có chút chua xót nói một chút, còn giận dữ khịt khịt mũi, một mặt căm giận. Đó không phải là sao? Một mình ngươi tướng hậu bối không có ở đây trong quân đội phối hợp, ngược lại chạy tới chúng ta truyền thông lớn đọc sách, muốn vào vòng giải trí. Đây không phải là khi dễ người mà. Hi hi, làm sao San San có hay không động tâm? Đây chính là đem hậu bối. Muốn là người đàn ông, bắt tay, người đời này đó là người người, tướng quân cháu dâu người phụ nữ hào phóng cực lớn,
còn không nhanh lên hành động. Rung động sức lực đã qua, Lưu Huy trêu ghẹo nói. Đi đi đi, đi sang một bên, ai biết là người đàn ông là người nữ. Muốn lớn lên xấu xí, bổn bà cô còn không lạ gì đâu. Trần San San một mặt chê, giống như là đuổi con ruồi vậy nói. Vào lúc này, nàng đột nhiên thấy Trần Phi hướng vệ tướng quân Audi đi tới, ngay tức thì mặt liền biến sắc, hô lớn, này, Trần Phi ngươi muốn làm gì? Dứt lời, nàng còn không nhịn được trực tiếp là vọt đi, kéo Trần Phi, một mặt khẩn trương và trách cứ, Trần Phi ngươi muốn làm gì đâu? Ngươi có biết hay không đây chính là tướng quân xe, chỉ có tướng tài có thể ngồi, ngươi cái này dễ đi muốn bị người thấy, xảy ra chuyện lớn có thể làm thế nào? Đi mau! Không sai! Trần Phi ngươi cái này có chút xung động, xe này chủ xe chúng ta căn bản không có thể chọc được, là cái loại đó siêu cấp nghiêu xoa nhân vật lớn, ngươi có thể đừng xung động, chúng ta đi thôi. Vậy Lưu Huy cũng là đi nhanh tới, một mặt nghiêm túc, thậm chí sắc mặt có chút không tốt xem nói. Hiển nhiên, Trần Phi lúc này loại này cử động, ở hắn xem ra, là bởi vì cho thỏa đáng muốn đi dần dần hy, cái này cùng thành phố nhỏ người thấy mấy triệu xe sang thích vây xem. Thậm chí đi sờ một cái đạo lý. Nhưng vấn đề là bây giờ cái này Audi nhưng mà tướng quân xe, xảy ra vấn đề, nói khó nghe một chút đây chính là muốn rơi đầu, như vậy xung động sao được. Tướng quân xe, Trần Phi nghe vậy ngẩn ra, rồi sau đó trực tiếp là có chút nở nụ cười khổ. Gặp, thật giống như khinh thường. Hắn lần này tới Kinh Đô cũng không phải thứ nhất thời gian đến tìm Apple, mà là đi trước Thang Nguyên Long thủ trưởng bên kia một chuyến. Và người của quân bộ thương lượng phi báo thay thế quốc an tổ sự việc. Sau đó hắn chuẩn bị đến tìm Apple, Thang Nguyên Long lão thủ trưởng cho hắn gọi chiếc xe, hắn vậy không suy nghĩ nhiều, trực tiếp lái tới, kết quả bây giờ nào biết, tướng quân xe. Trần Phi một mặt hắc tuyến, cái này có phải hay không quá khoe khoang? Điểm chính là cái này còn để cho hắn như thế nói, đây là xe hắn à? Lúc này, Trần San San không nói lời nào. Đã là tướng hắn sinh kéo cứng rắn quăng, lôi đến đi sang một bên. Ngươi xem ngươi xem ngươi, thật may ta phản ứng mau, nếu không thật nếu là để cho ngươi đi, đây chính là tướng quân xe à, nếu là đụng hư một chút, ngươi thường nổi sao, không sợ rơi đầu. Trần San San một mặt nghiêm túc của trách Trần Phi, điểm chính nhấn mạnh mình công lao vĩ đại. San San ngươi như thế hung làm gì, Phi ca hắn cũng không phải là cố ý. Phi ca nếu không chúng ta đi trước những địa phương khác chứ. Apple mặc dù đau lòng Trần Phi bị chửi, nhưng vừa nghe cái này lại là tướng quân xe, cũng có chút sợ, rụt rè nhìn Trần Phi nói. Trần Phi xe ngươi hẳn không ngừng ở bên này chứ. Đi thôi, xe ngươi ngừng kia, chúng ta đi qua đi. Lưu Huy cũng là đi tới nói. Hắn nhìn một cái chung quanh đây dám ở nơi này chiến trận hạ đậu xe cơ bản đều là triệu lấy, 700-800 ngàn cũng không thấy. Còn như Trần Phi xe mới có thể có triệu lấy. Nói thật, Lưu Huy hắn thật giống như căn bản chưa từng nghĩ à. Đúng vậy, Trần Phi xe ngươi đâu? Trần San San cũng là kịp phản ứng, mài nghiến răng, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi sẽ không là thật gạt chúng ta chứ? Không, ta xe ngừng ở cái này. Trần Phi một mặt cười khổ nói, do dự cái này ép kết quả có muốn tiếp tục hay không trang bị đi. Tướng quân xe à? Hắn từ đầu đến cuối cảm giác cái này thật giống như có chút quá mức. Ở nơi này, vậy Trần San San ngẩn người, chỉ chung quanh đây một lớn cảnh cạch triệu lấy xe sang, súng liên thanh tựa như phải hỏi nói, là như vậy BMW X7. Không phải, Trần Phi lắc đầu. Chiếc này Maserati, Trần San San lại hỏi. Không phải, Trần Phi vẫn lắc đầu. Đó là cái này hai Porsche, Land Rover, Mercedes-Benz. Trần San San hỏi tiếp. Đều không phải là, Trần Phi toàn bộ bác bỏ. Thấy tình cảnh này Trần San San trực tiếp là tức giận không nói. Đều không phải là, chẳng lẽ người muốn nói cho ta là chiếc kia tướng quân Audi? Đem nàng làm kẻ ngu sao? Coi như là làm trò đùa, cũng không phải lái như vậy chứ. Trần Phi, mặc dù ngươi là Apple bạn trai, có thể đùa giỡn lái qua đầu cũng có chút. Vậy Lưu Huy cũng có chút khó chịu lúc này Trần Phi làm dáng, trầm mặt, đứng ra nói. Có thể hắn nói cũng còn chưa nói hết, Trần Phi, mặt đầy không biết làm sao, từ trong túi sách cầm ra một xe Audi chìa khóa đẻ một cái. Sát theo, vậy bạch bài vọt một cái số không tướng quân Audi trực tiếp là đèn xe đột nhiên sáng lên một cái. Khởi động. Ngươi,
Vậy Trần San San ngay tức thì hóa đá, rồi sau đó không nhìn được đôi mắt hoảng sợ nhìn Trần Phi, còn có tay hắn chìa khóa xe, cái này nàng không có nằm mơ sao? Thật, thật là chiếc kia tướng quân Audi. Trần Phi ngươi. Vậy Lưu Huy lúc này vậy hoàn toàn là bị Trần Phi hù được ba hồn không có bảy phách, giống như ngu như nhau ngơ ngác nhìn Trần Phi, há to mồm, không dám tin nói cái này tướng quân Audi là ngươi. Là ta mượn, tạm thời không chú ý, hơn phân nửa là cho ta đưa sai xe chứ. Trần Phi nói được mép, vẫn là đổi một chút miệng, sợ đem Trần San San còn có Lưu Huy hù dọa quá lợi hại. Thậm chí vì thế, hắn còn cố ý giải thích một chút. Có thể giải thích này, trực tiếp là làm Lưu Huy không nhịn được khóe miệng hung hăng quất rút ra. Mượn. Hắn sẽ tin vậy hắn thật là nhược trí. Phải biết theo hắn quân đội bằng hữu nói, cái này tướng quân Audi toàn bộ kinh đô mới có thể có 20 chiếc. Sợ rằng cũng không có. Loại xe này ngươi nói mượn, cầm đầu đi mượn à. Lừa gạt kẻ ngu cũng không thể như thế nói à. Có thể càng rõ ràng cái này chân tướng dọa người tính, theo nghiêu bức tính. Lưu Huy hắn cho dù là cái giá trị con người 1 tỷ tổng giám đốc, lúc này vậy đột nhiên là có mấy lời đều không nói ra được. Kinh ngạc nhìn Trần Phi, hắn mắt hiện ra thật sâu kính sợ. Đợi một chút, một khắc sau hắn đột nhiên lại giống như là hồi tưởng lại cái gì, trong mắt có giúp một cái, lẩm bẩm nói, người này, không phải là thật sự có giá trị con người 100 tỷ chứ. Muốn thật là như vậy, có thể mượn được xe như vậy, tựa hồ miễn cưỡng có thể nói xuôi được. Nghĩ đến đây. Nàng lại là không nhìn được cả người run lập cập, nở nụ cười khổ, Trần Phi, người giấu được thật là sâu à. Không nghĩ tới người lại có thể lái được loại xe này. Không nói là mượn sao, thật ra thì ta cũng không nghĩ tới, xe này như thế lợi hại. Thôi, không nói những thứ này, không phải nói muốn đi ăn cơm sao. Đi thôi, xe, Trần Phi cười một tiếng, gọi người xe. Nếu ép đều đã gắn qua, lúc này hắn vậy tội gì cất giấu nắm cái gì. Dù sao bây giờ bạn gái hắn cũng ở đây, coi là cho Apple kiếm mặt mũi đi. Đây là, một đạo yếu ớt truyền âm đột nhiên xuất hiện ở hắn tai. Nhưng lại là Apple hưng phấn nói, Phi ca ngươi thật là lợi hại. Ngươi lại là hoa hạ tướng quân. Nàng cũng không ngốc, dĩ nhiên cũng sẽ không tin, xe này là mượn, loại này nói bậy, chuyện hoang đường. Hơn nữa nàng có thể vẫn biết Trần Phi lợi hại, cho dù là hoa hạ loại này siêu cấp nước lớn tướng quân. Hắn Phi ca có thể ngồi vị trí kia, ở nàng nhìn lại, vậy tuyệt đối là chuyện đương nhiên, hợp tình lý. Mà hắn Phi ca như thế lợi hại, châu bò như vậy, nàng dĩ nhiên không nhịn được cao hứng. Người phụ nữ mà, chỉ nếu thích một người, không đều như vậy. Trần Phi hơi ngẩn ra, lúc này mới phát hiện năm đó giáo hội Apple tu luyện, bây giờ nàng lại có thể vậy luyện đến cũng không tệ cảnh giới. Người thông minh, Trần Phi đưa tay ở đó Apple mặt bóp nặn. Cười nói, tốt lắm xe đi. Ừ, Apple cười ngọt ngào một tiếng, lập tức ngồi chỗ ngồi kế bên người lái. Trần San San, Lưu Huy hai mắt nhìn nhau một cái, vậy vẫn là không có nhìn được có thể ngồi tướng quân Audi cái này thiên đại cám dỗ, một chút băn khoăn gì cái gì lo âu cũng trước vứt xuống ngoài 9 tầng mây. Hai người một cổ não cũng là ngồi sau xe xếp. Nhưng mà, lần này Trần San San cái mông cũng còn không có ở vậy phía sau bàn ngồi nóng hổi. Vậy Lưu Huy nhưng giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, mặt liền biến sắc, lập tức là hướng phía trước chỗ tài xế ngồi Trần Phi ngượng ngùng nói, Phi ca nếu không ngươi và Apple đến phía sau tới đi, ta đi lái xe. Đừng nói là hắn như vậy thương hải chi lão du điều, cho dù là người bình thường, lại có ai là không biết, phía sau ngồi vậy cũng là nhất nghiêu xoa người, mới có tư cách ngồi, như vậy mặc thủ thành quy củ. Giống như hắn ngày thường công tác, hoặc là ra cửa làm việc. Trừ phi là một người, nếu không đâu có thể nào làm được chỗ tài xế ngồi đi. Chỗ tài xế ngồi, nói khó nghe chút, đó là tài xế à. Để cho Trần Phi nghiêu bức này đến có thể, mượn tới tướng quân Audi người cho bọn họ làm tài xế. Lưu Huy cả người run lập cập, cả đầu tử mồ hôi, mặt cũng liếc, hắn thật giống như không lớn như vậy mặt mũi chứ. Người không gặp hắn bây giờ liền Trần Phi tên chứ cũng không dám không ngừng kêu, mà là xưng hô Phi ca. Còn như trước hắn lòng hạng mục vậy chút xíu còn nghĩ muốn không muốn, từ Trần Phi trong tay tướng Apple đoạt lại, loại này bây giờ nhìn lại không buồn cười ý niệm, vậy sớm bị hắn quên đi. Bởi vì không nói căn bản Apple trong lòng không hắn, coi là có,
hắn Lưu Huy dám theo một cái mở mới đem quân xe Audi người cướp người phụ nữ. Hắn lại không chê mình mệnh dài. À đúng nha, nếu là Trần Phi ngươi theo Apple đến phía sau tới đi. Ta và Lưu Huy đến trước mặt đi. Có Lưu Huy những lời này nhắc nhở, Trần San San lúc này cũng là kịp phản ứng, câu nệ rất nhiều, thận trọng nói. Lưu Huy bây giờ còn có thể hơi chấn định chút, đó là bởi vì dẫu sao thủ hạ có cái 1 tỷ siêu cấp tập đoàn tài chính lớn, cũng là bản thân còn có thể chịu đựng, cộng thêm gặp qua tình cảnh to lớn, có thể nàng lại bất đồng. Nàng một bình thường sinh viên, cho dù tính tình sống thêm hắt, chuyện này bị loại này dọa người tình cảnh đụng đụng, đâu còn hoạt bát đứng lên à. Trần Phi nghe vậy dĩ nhiên là khóc cười không được, khoát tay một cái, bất đắc dĩ nói, ta nói các người đến nỗi vậy, ta mặt lại không giải hoa. Các người đem ta làm Apple bạn trai tốt lắm, ta cũng không phải là quái vật. Khải Toàn Đế Hạ ở đâu? Một đoạn thời gian không có tới kinh đô, không biết đường. Thật, Trần San San cuối cùng là cô gái, hơn nữa lưu lại ở tháp ngà voi bên trong, không nhiều như vậy hoa mê gái tư. Vừa nghe Trần Phi như thế nói, cũng là lấy can đảm, hoạt bát cười lên, Phi ca vạn tuế. Phi ca ta biết Khải Toàn Đế Hạ ở đâu, ta cho chỉ ngươi đường. Cái này tướng quân xe thật không hổ là cho tướng quân ngồi, ta trước ngồi qua những cái kia cũng còn tốt hơn, hi hi, ngày hôm nay nhờ Phi ca ngươi được phúc, chúng ta cũng coi là hạng sang một lần. Kinh đô thành phố thật rất lớn, hơn nữa cái này thời kỳ tan việc cao điểm, xe cộ rất nhiều rất kẹt, cho nên Trần Phi bọn họ cho dù là mở chiếc này, tướng quân Audi, trừ đèn đỏ bên ngoài, một đường thông suốt không trở ngại, bọn họ vậy vẫn là xài sấp xỉ 1 tiếng mới tới phương. Mà lúc này, cũng không sai biệt lắm đã trễ lên sắp 8 giờ. Ô cuối cùng là đến, nếu sớm biết trên đường sẽ như thế trận, cũng không tới xa như vậy chỗ ngồi ăn cơm, Apple, Phi ca các người nói là chứ. Xe này nhiều trận được, thật là chịu tội à. Dừng xe ở Khải Toàn Đế Hạ hầm đậu xe, lên trực thăng thang máy. Trần San San mặt đầy buồn bực khịt khịt mũi, nói lầm bầm nói. Cái này kinh đô à, lại là quốc chi thủ đô, lại là quốc tế hóa thành phố lớn, tuy nói cái gì cũng tốt, nhưng chính là cái này kẹt xe, thật sự là để cho người không chịu nổi. Quá phiền người à. Bất quá tuy nói dọc theo con đường này trận lâu như vậy, quá chịu tội, nhưng có một cái khác chỗ tốt, đó chính là cái này sấp xỉ một cái tới giờ kẹt xe hơn nói chuyện phiếm. Ngược lại là làm bọn họ trong lòng đối với Trần Phi kính sợ thoáng hỏa hoãn mấy phần. Ít nhất không nói khác, giống như là cái này Trần San San, là có gan giống như vậy miệng theo súng liên thanh tựa như được, chít 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 nha nha đứng lên. Muốn nếu đổi lại là trước khi tới, bọn họ mới vừa thấy chiếc kia, tướng quân Audi, sợ rằng nàng coi như là lại tính tình hoạt bát, vậy khẳng định không có can đảm còn giống như vậy tiếp tục nháo đằng. Cũng không phải là Trần Phi vậy là một bộ cảm động lây diễn cảm. Mặt đầy dầu gì nói, cái này kinh đô đừng nói là tan việc, sợ rằng buổi chiều 4 năm mở ra mới đó chính là chướng khí mù mịt, một hàng xe, chậm theo bò tựa như được, ai, thật là nhức đầu. Phi ca, vậy Italy xoay tròn nhà ăn ở tầng 21. Một bên Lưu Huy gặp Trần Phi vẻ mặt này không nhịn được cười một tiếng, nói. Lúc này Trần Phi bọn họ vừa vặn ngăn ở thang lầu phím ấn vậy, hắn thân không đi qua tay. À, ngại quá. Trần Phi cái này mới phản ứng được mình cản trở người, xin lỗi cười một tiếng, đưa tay ở đó 2 số 1 phím ấn lên ấn xuống một cái. Giữ liền sau đó hắn còn không nhìn được đưa tay ở đó Apple màu nâu tự nhiên mái tóc dài lên xoa xoa, cười nói, đây chính là quốc gia các ngươi chủ đề nhà ăn, ăn có gì ngon, chờ lát nữa có thể muốn ngươi giới thiệu cho chúng ta rồi. Ừ Apple ngọt ngào cười một tiếng, lại không khỏi nho nhỏ có chút khẩn trương, không biết tiệm ăn này lão bản là chúng ta người ý sao. Muốn không phải vậy, có lẽ cũng chưa có bọn họ Italy thức ăn ngon ngày đó mùi ngon ăn. Đúng vậy, trước kia ta ở Italy lưu lúc đi học, cảm giác địa phương những cái kia nhà ăn mùi vị vừa vặn ăn, bây giờ trở về tới, tuy nói cái này kinh đô Italy nhà ăn cũng có không thiếu, có thể mùi vị đó, luôn cảm giác và ta ở Italy ăn không quá giống nhau. Trần San San cũng là chen miệng nói, là có thuyết pháp này. Vậy Lưu Huy cũng là lập tức gật đầu một cái. Nghi ngờ nói, trước kia ta đi Trùng Khánh ăn cái lẩu, có một cửa tiệm tên gì, Tiểu Vũ, rất nổi danh, vậy ăn thật ngon, có thể sau đó bọn họ tiệm tới kinh đô mở chi nhánh, ta lại đi ăn ăn, mùi vị cũng cảm giác hoàn toàn khác nhau. Cũng không biết tại sao, những thứ khác rất nhiều thức ăn ngon thật giống như cũng là như vậy. Là tức hậu theo nước xuyên cớ chứ.
Trần Phi cũng là cái hiểu cái không, tùy tiện đoán đoán, các nơi khí hậu cùng với nguồn nước cũng không quá giống nhau, những thứ này nhỏ xíu khác biệt dung hợp một chỗ, có lẽ có thể phóng đại vậy cùng loại thức ăn ngon mùi vị bất đồng. Trần Phi mới vừa nói xong, giọt một tiếng, thang máy đến tầng 21, cửa mở ra. Trần Phi hơi ngẩn ra, đạp đi ra ngoài, đi thôi, tầng 21 đến. Bỏ mặc ăn có ngon hay không, trước đi thử một chút xem nói sau. Cùng, chờ một chút, có thể nhưng vào lúc này vậy Lưu Huy lại đột nhiên sắc mặt kỳ quái ngăn cản một chút. Sắc mặt có chút hơi ửng đỏ nhìn bên ngoài thang máy, ánh mắt giống như là rất ngại quá. Lưu Huy thế nào, thang máy cũng đến tầng 21, không đi ra làm gì. Trần San San nghi ngờ hỏi. Không, không phải, ngươi xem vậy, vậy trước mặt. Lưu Huy chỉ bên ngoài thang máy cách đó không xa một nhà ngoài cửa dán giấy niêm phong ý thức nhà ăn, từ từ lúng túng nói kỳ, kỳ quái, làm sao tiệm bị đóng. À, tiệm bị đóng. Trần Phi, Apple, Trần San San ba người lập tức sững sốt một chút. Một lúc sau, Trần Phi khóe miệng giật một cái, nói, không đi chứ. Đây là tầng 21 à. Thật giống như không đi sai. Apple còn ngu xuẩn manh quay đầu đi xem trong thang máy biểu hiện tầng lầu đếm, phụ họa nói. Này, Lưu Huy ta nói người được không được à? Bảo chúng ta tới dùng cơm, chẳng lẽ người không có sao trước gọi điện thoại định xác định vị trí đưa cái gì? Có thể ta nghe nói tiệm này không phải làm ăn tốt vô cùng sao? Làm sao biết? Trần San San cũng không Trần Phi, Apple như vậy ngại quá, trực tiếp hướng về phía Lưu Huy chính là một hồi oán trách. Có thể oán trách đồng thời, nàng vẫn là không nhịn được có hơi chút nghi ngờ. Trước, hắn không thiếu bằng hữu còn có tất cả bạn học hướng nàng đề cử nhà này tiệm mới, hơn nữa còn nói làm ăn đặc biệt bốc lửa, cho nên theo lý thuyết, hẳn sẽ không như vậy mới đúng chứ. Đây là, một người tiệm khác nhân viên tiệm giống như là đi ngang qua. Thấy Trần Phi đám người diễn cảm, tựa hồ đã thấy rất nhiều, thuận miệng nói, nghe nói là có người nhìn lên tiệm này buôn bán chạy, muốn tay không bắt giặt. Nhúng tay được lợi một khoản, kết quả bữa ăn này thính lão bản là một người Ý, không ăn vậy bộ, dứt khoát trực tiếp đóng cửa đi. Ngạch, Trần Phi, Trần San San, Lưu Huy sắc mặt ngay tức thì đổi được giống như là nuốt con ruồi như nhau, không biết phải hình dung như thế nào có bao nhiêu khó khăn bị. Chủ yếu là tuy nói muốn đều là bọn họ người Hoa, điểm này cong cong đạo đạo, người khi dễ trò lừa bịp bọn họ cũng gặp nhiều, cho dù sẽ căm giận, nhưng cũng không biết kỳ quái cái gì. Có thể vấn đề chủ yếu là bây giờ còn có cái Apple ở à. Apple là thuần túy người Ý, nghe được mình đồng bào bị loại này đãi ngộ không công bình, cũng không biết trong lòng sẽ nghĩ như thế nào. Tư vị kia, bọn họ thật là cảm giác đỏ mặt, mất thể diện. Thật không phải là một món đồ, ném chúng ta người Hoa mặt, Trần San San giận dữ nói. Trần Phi con ngươi nhanh tránh, lắc đầu một cái, vẫn là không nói gì. Muốn hắn là vừa đủ đụng phải chuyện này, nói không chừng còn biết quản quản, nhưng bây giờ vậy nhà ăn tiệm dài sợ rằng mình cũng lười được làm tiếp nữa, hắn nhúng tay nữa, cũng tốt giống như liền không có ý nghĩa gì. Chúng ta đổi cái địa phương ăn đi. San San, Lưu Huy, các người muốn ăn cái gì? Apple đâu? Lắc đầu một cái, hắn mở miệng nói. Ta ăn cái gì đều được, chỉ cần có phi ca ngươi ở là tốt. Apple ngọt ngào cười một tiếng, giống như là không có bị cái này chán ghét người chuyện hư tâm tình. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, nàng 3 năm trước nhưng mà từ quốc tế người mẫu vòng mà đi ra ngoài, chỗ đó, thật là bẩn thỉu nhiều. Cho nên những chuyện này ở nàng trong mắt sớm thành thói quen. Hơn nữa, dù sao bây giờ ở nàng trong mắt, chỉ cần Trần Phi ở là tốt, những chuyện khác mà và hắn không quan hệ, lại có thể có cái gì ghê gớm. Thiết, vừa gặp Apple lại đang cái này tú ân ái, giải thức ăn cho chó, Trần San San rất không bình tĩnh cắt một tiếng. Bức tranh vòng vòng nguyền rủa nói Apple, mấy ngày trước ta không phải mới đã dạy ngươi một câu nói sao? Tú ân ái chết nhanh hơn bức tranh vòng vòng nguyền rủa ngươi. San San, ngươi chắc chắn ngươi không phải đang hâm mộ ta sao? Apple trên mặt hiện ra hiệp xúc nụ cười, hơi nhón chân lên, thoải mái ở đó Trần Phi trên mặt lại là, ba, một cái, lúc này mới lại nhìn Trần San San mặt tươi cười, khiêu khích nói, San San, nếu không ngươi cũng đi tìm người bạn trai chứ? Thật ra thì ta một mực cảm thấy được ngươi và Lưu Huy mới là xứng nhất, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi thật đúng là đừng nói. Ta cũng cảm giác hai ngươi thật ra thì gắng gượng xứng đôi, trai tài gái sắc, hơn nữa quan hệ như thế thân thiết.
Nếu không hai người dứt khoát thích hợp một chút, chung một chỗ tính. Tỉnh được cứ trong lòng không thăng bằng, bị ta và Apple phát thức ăn cho chó, hì hì. Trần Phi vậy đã tới chút bà Mai bát quái lòng, một mặt hiệp xúc, cười ha hả nói. Bất quá hắn lời này mặc dù là đùa giỡn, có thể hắn nhưng đúng là có như vậy chút cảm thấy. Dọc theo con đường này tiếp xúc, để cho hắn cảm giác cái này Lưu Huy thật là không giống như là thích Apple, mà giống như là đối với cái này Trần San San có cảm giác nhiều hơn một chút. Chẳng qua là cái này hai người thật giống như đều không phương diện này kinh nghiệm, không nghĩ tới phương diện kia, cho nên hai người hai bên cũng mộng. Nha, các người nói bậy nói bạ chút gì à? Nghe vậy vậy Trần San San giống như là đạp cái đuôi mèo, mặt lập tức liền đỏ, ngẩng đầu nhỏ, một mặt, khinh thường, dư quang khóe mắt chột dạ liếc Lưu Huy, kéo dài thanh âm, hắn bổn bà cô làm sao có thể vừa ý hắn. Chúng ta là anh em tốt mà thôi, anh em tốt hiểu không? Lưu Huy lúc này vậy cảm giác tâm tình có chút vi diệu. Nhưng loại cảm giác đó giống như là trước đây trong lòng một mực hồ đồ tầng kia sương mù, đột nhiên lập tức bị người cho vạch trần. Ta không phải là thật đối với cái này nam nhân bà có ý tứ chứ? Lưu Huy ở trong lòng hỏi mình, rồi sau đó chợt lắc đầu, lẩm bẩm, làm sao có thể, ta thích là Apple, cái này nam nhân bà, một ngày nhiều lời như vậy, nhất còn theo súng liên thanh tựa như được, ai vừa ý hắn không trả được đổ xui xẻo à? Lưu Huy ngươi thầm thì trong miệng đồ chơi gì tới? Ngươi dám nói ta là nam nhân bà, ngươi tin không tin ta cắn chết ngươi? Có thể hắn nào biết Trần San San lúc này lỗ tai lại lập tức nhọn xuống. Mơ hồ nghe được hắn thì thầm là cái gì, Trần San San lập tức giống như là giận dữ sư tử nhỏ tựa như được, dương nanh múa vuốt liền hướng Lưu Huy nhào đi. Ai u nam nhân bà, hay không phải, Trần San San ngươi làm gì à? Mau buông tay biết không, lại không buông tay ngươi tin không tin ta trả đũa. Gặp phải, tập kích, Lưu Huy cũng là cãi lộn đứng lên. Đánh lại. Lưu Huy người có phải hay không người đàn ông? Ngày hôm nay có bản lãnh ngươi cho bổn bà cô đánh lại thử một chút. Trần San San một hớp thỏ nhỏ răng đó là một cái nhanh chóng lại hướng Lưu Huy trên tay táp tới, vậy kêu là một cái uy phong. Chỉ chốc lát sau, Lưu Huy che đầy tay giấu răng chết tay, một mặt buồn bực nói, Trần San San, ngươi thật là loài chó. Ta tình nguyện, dám khi dễ bổn bà cô, ngươi cái này gọi là tội có cần phải được, hiểu không? Trần San San mặt đẹp hiện lên ửng đỏ, tâm tình vậy vẫn là có chút vi diệu đứng lên, vì che giấu, nàng tận lực giống như đắc thắng liền đại tướng quân tựa như được, uy phong ngẩng đầu nói. Apple, người nói cái này hai người có phải là thật hay không rất xứng đôi à? Nhưng mà một bên, Trần Phi thấy vậy không nhìn được giống như cầm bao tiền lì xì bà Mai tựa như được, cười híp mắt nói. Biết còn hỏi, Apple cười híp mắt phô trương liền mình một chút tiếng hoa thành ngữ tích lũy. Ánh mắt quyến rũ như tơ cười khanh khách, đây quả thực là người một nhà à? Ai và hắn là người một nhà? Ai và nàng là người một nhà? Trần San San, Lưu Huy mặt đỏ lên, đồng loạt lên tiếng chối đứng lên. Vậy phản ứng đơn giản là khác thường nhất trí. Phốc suy, Trần Phi hai người cũng không nhịn cười được. C, H, Ư, Ơ, N, G, 1143, Dược Thiện Phường 3 năm sau. Cười cười cười, cười ngạo hai ngươi. Nha, có gì buồn cười à? Hai ngươi đừng cho là hai tên là có thể khi dễ người. Không phải nói ăn cơm không? Ăn cơm ăn cơm, Trần San San mặt đầy ửng đỏ, luống cuống tay chân, vội vàng rời đi đề tài. Vậy Lưu Huy lúc này cũng là bị Trần Phi, Apple hai người này liên thủ làm được có chút chột dạ. Xem cũng không dám lại xem Trần San San một cái, vội vàng ánh mắt bên trái sáng chói bên phải phiết. Nói, nếu không chúng ta đi Thanh Trúc Dược Thiện Phường chứ? Ta nhớ phía trên này có một nhà chi nhánh, cũng không biết có vị đưa không? Thanh Trúc Dược Thiện Phường là gần 2 năm vừa mới đến bọn họ kinh đô đặt chân cắm rễ thức ăn ngon tiệm, nghe nói là đến từ Chiết Giang bên kia, tuy không phải bọn họ kinh đô bản thổ dây chuyền thức ăn ngon, có thể bởi vì Thanh Trúc Dược Thiện Phường đòn ruột, dưỡng sinh, trắng đẹp trơn bóng da, hai lớn đặc điểm bảng hiệu, khẩu vị món ăn ngon tươi non. Nước canh thuần hương đậm đà, hơn nữa nghe nói phía sau cũng có không nhỏ bối cảnh, cho nên cho dù là ban đầu mùng một tới bọn họ kinh đô chợt đến, ở Thanh Trúc Dược Thiện Phường cũng đã là một pháo mà đỏ. Làm ăn thịnh vượng, tiệm tiệm đầy ấp. Vậy vì vậy, đừng xem hắn Lưu Huy thân phận là Tân Hoa Tập đoàn Tổng Giám Đốc, giá trị con người 1 tỷ, có thể cái này bây giờ đột nhiên phải nói đi Thanh Trúc Dược Thiện Phường ăn cơm,
có không có chỗ ngồi trống, hắn thật đúng là không có biện pháp dưới sự bảo đảm tới. Thanh Trúc Dược Thiện Phường mở tiệm tôn chỉ một trong, chính là mọi người bình đẳng, người lớn hơn nữa thân phận, có tiền đi nữa, đội chưa có xếp hạng, vậy ngại quá, thứ cho không tiếp đãi. Được a, ngươi không nói ta cũng còn quên, cái này Khải Toàn Đế Hạ Lầu 23 không phải là Thanh Trúc Dược Thiện Phường sao? Bên này Lưu Huy mới vừa một đề nghị, vậy Trần San San liền lập tức giống như là cặp mắt sắp xếp bóng đèn như nhau, 100.000 vôn đặc biệt tỏa sáng lấp lánh đứng lên, Trần Phi ta nói với ngươi, không biết ngươi ăn rồi không, cái này Thanh Trúc Dược Thiện Phường là thật ăn ngon, hơn nữa lại dưỡng sinh có thẩm mỹ. Ta theo Apple cơ hồ mỗi nửa tháng thì đi ăn một hồi, kia trơn bóng ra thẩm mỹ chung, mỗi lần ăn chúng ta ra cũng đổi thật tốt tốt, Apple ngươi nói là chứ. Đi mau, chúng ta mau hơn đi xem, phải có vị trí nói, vậy thì ăn cái này. Phải biết đối với bọn họ người phụ nữ mà nói, một vật khá hơn nữa ăn vậy luôn sẽ có ăn ngán ngày hôm đó, ngán đến không muốn ăn, có thể duy chỉ có một vật ngoại lệ. Đó chính là thẩm mỹ, trơn bóng da. Thanh Trúc Dược Thiện Phường bảng hiệu một trong trơn bóng da thẩm mỹ chung, công hiệu quả chính là trơn bóng da thẩm mỹ, rõ ràng bên trong cơ thể độc tố, hơn nữa còn đúng vậy xác thực có hiệu quả cái loại đó. Thậm chí công hiệu quả so rất nhiều thẩm mỹ cơ cấu thẩm mỹ thủ pháp cũng còn mạnh hơn nhiều. Như vậy, cái này Thanh Trúc Dược Thiện Phường làm sao có thể không bị phụ nữ thân lãi? Thậm chí sau đó có đài truyền hình đặc biệt phỏng vấn Thanh Trúc Dược Thiện Phường sôi động tiêu thụ, có cho ra một cái kết luận, đó chính là nguyện ý tới Thanh Trúc Dược Thiện Phường ăn cơm khách hàng ít nhất 70% trở lên là phái nữ. Hoặc là nói nam cũng muốn ăn, nhưng chính là chưa có xếp hạng đội. Đúng nha, nếu là vậy Thanh Trúc Dược Thiện Phường có chỗ trống là tốt. Phi ca ngươi không biết những năm gần đây, ta ăn rồi ăn ngon nhất, thần kỳ nhất đồ chính là vậy Thanh Trúc Dược Thiện Phường thuốc. Từng cái cầm những cái kia chung chung hũ hũ đựng, dáng vẻ kỳ kỳ quái quái, mùi vị nhưng đặc biệt thơm, hơn nữa trọng yếu nhất chính là còn có thể thẩm mỹ. Ngươi xem ta ra có phải hay không so với trước kia cũng đã khá nhiều. Apple lúc này lại có thể vậy nhỏ có hơi chút hưng phấn. Một cái ôm Trần Phi ngón tay vuốt ve nàng trắng noãn, mềm non da thịt, hiến bảo tựa như được cười tủm tỉm nói. Có thể đây là, Trần Phi nhưng ngoài dự đoán của mọi người ở sửng sơ. Thanh Trúc Dược Thiện Phường, danh tự này hắn làm sao có thể không biết, không quen. Đây không phải là ban đầu hắn theo Hoàng Phong, Cao Nguyên vậy hai tiểu tử, còn có Trương Long, Triệu Nhạc cái này hai bạn học cũ vợ chồng cùng nhau đầu tư sáng lập sao. Nhắc tới. Vậy trong tiệm 7-8/10 thuốc cách điều chế, cũng còn là hắn năm đó lấy ra đây. Kết quả bây giờ thoáng một cái đã nhiều năm như vậy, tiệm này cũng lái đến kinh đô tới. Hắn cũng sắp quên à. Phi ca ngươi thế nào? Gặp Trần Phi không trả lời mình, ngược lại là một bộ sửng sờ thần sắc, Apple bĩu môi hỏi. Không có sao, Trần Phi bừng tỉnh, ôm Apple rắn nước vậy không? Tay không nhịn được theo nhẹ mỏng nhu thuận váy đầm dài tuột xuống đến nàng vểnh cong đẹp tuôn lên sờ một cái. Cười nói, chỉ là nhớ lại một ít chuyện cũ. Anh, Apple đỏ mặt đỏ kêu một tiếng, lại vội vàng che miệng, Trang làm chuyện gì đều không phát sinh. Cái gì chuyện cũ à? Trần San San ngược lại không có phát hiện Trần Phi vậy xấu xa động tác nhỏ, tò mò hỏi. Các người biết cái này Thanh Trúc Dược Thiện Phường ở đâu ra sao? Trần Phi cười hỏi. Ở đâu ra, Trần San San ngẩn người, bầy đầu lắc đầu, không biết. Cái này ta nào biết? Hình như là từ Chiết Giang tới. Lúc này Lưu Huy chen miệng nói, ta nghe nói cái này Thanh Trúc Dược Thiện Phường ông chủ lớn một trong, là Chiết Giang xí nghiệp dẫn đầu tập đoàn Thương Hải Đại Công Tử. Còn có một cái khác ông chủ lớn, hình như là Chiết Giang một cái thành phố Ây nhớ, tỉnh Ây Thường ủy Công Tử. Qua, như thế lợi hại, Trần San San không khỏi há to mồm, giật mình nói. Một tỉnh xí nghiệp dẫn đầu, vậy ít nhất là tốt mấy chục tỷ tài sản chứ. Còn có thành phố Ây nhớ, tỉnh Ây Thường ủy lão tử, cái này lai lịch tuyệt đối coi là đặc biệt ngạo mạn. Trách không được cái này Thanh Trúc Dược Thiện Phường gần 2 năm phát triển tốt như vậy, vậy không xem có ai đánh nó chú ý, nguyên lai là bối cảnh quá cứng à. Trần San San thở dài nói. Vậy không giống nhau, dẫu sao đây là kinh đô, không có như vậy câu sao. Tử cấm thành một khối tường thành gạch rơi xuống, đập phải người, 10 trong phỏng đoán có 2-3 cái vậy cũng là tỷ phú, cấp sở quan lớn. Lưu Huy lắc đầu một cái, lẩm bẩm một hồi, lại hỏi, Phi ca, ta nói không sai chứ? Ừ,
cái này Thanh Trúc Dược Thiện Phường đích xác là đến từ Chiết Giang. Trần Phi biết Lưu Huy hỏi chính là cái gì, nhưng lại rời ra đề tài, đưa tay ở ngực mình chỉ, cười nói, ta cũng là Chiết Giang. Ừ, Trần San San, Lưu Huy hơi ngẩn ra. Phi ca ngươi cũng là Chiết Giang, phi ca ngươi và cái này Thanh Trúc Dược Thiện Phường ông chủ lớn đều biết. Lưu Huy hơi ngẩn ra, tỉnh ngộ lại, nói. Không kém bao nhiêu đâu. Trần Phi cười híp mắt gật đầu một cái, đem Apple ôm vào trong ngực hướng thang máy đi, giơ một tay lên cười nói, mấy lầu? 23 sao, các người hai tên nhanh lên một chút, đừng đi trễ không vị trí. Ai theo hắn là hai tên? Ai theo nàng là hai tên? Trần San San, Lưu Huy đồng thời hai cái đầu phiết đã qua, nói lẩm bẩm nói. Sau đó, bọn họ hai người vội vàng chen vào thang máy. Chẳng qua là trong lòng nhưng cảm giác đối với đối phương tình cảm, so trước khi tới có chút không quá giống nhau. Cùng lúc đó, Trần Phi bọn họ bên này đang thương lượng phải đi Khải Toàn Đế hạ lầu 23 Thanh Trúc Dược Thiện Phường ăn cơm đây. Đầu này, lầu 23 Thanh Trúc Dược Thiện Phường, lãnh đạo bên trong phòng làm việc, cả người Âu Phục Trương Long lại gặp liền chuyện phiền toái mà, phạm vào khó khăn. Từ bọn họ Thanh Trúc Dược Thiện Phường những năm gần đây càng ngày càng lớn, vượt làm càng mạnh. Gần như hơn nửa hoa hạ khắp nơi nở hoa sau đó, đó hoàn toàn có thể nói là ngày vào đấu vàng, phát đại tài, dây chuyền tài sản từ 300 triệu đến 500 triệu, 500 triệu đến 1 tỷ, 1 tỷ đến 3 tỷ. Giống như là không có hạn mức tối đa vậy. Mà như vậy bốc lửa hấp kim trình độ, dĩ nhiên là hấp dẫn vô số con ruồi ông đánh tới. Rất nhiều người cũng nhìn lên bọn họ Dược Thiện Phường, hoặc là bọn họ Dược Thiện Phường cách điều chế. Ban đầu, dựa vào Cao Nguyên Tập đoàn Thương Hải thiếu chủ, Hoàng Đào tỉnh ủy thường ủy công tử thân phận, vẫn có thể đem những cái kia con ruồi hù được tứ tán mà bay, không dám lại đánh bọn họ Dược Thiện Phường chú ý. Có thể theo bọn họ Dược Thiện Phường càng ngày càng lớn, hấp kim năng lực càng ngày càng khủng bố, hơn nữa bây giờ còn trú tại đến Kinh Đô, cái này quốc chi thủ đô, lập tức, không phải lai lịch chân chính nhân vật lợi hại đều có chút để mắt tới bọn họ. Tựa như cùng bây giờ. Tiên sinh. Người thật không thể đi vào, chúng ta giám đốc Trương bây giờ có chuyện rất trọng yếu, giám đốc Trương. Ngoài cửa phòng, truyền đến Trương Long Bí vội vàng ngăn trở tiếng. Phịch, coi như sau đó một khắc, một tiếng rên, cửa phòng làm việc lại có thể trực tiếp bị người từ bên ngoài đạp ra. Một cái ngoài miệng ngậm xì gà tóc vàng nam tử ngước đầu liền đi vào, tiện tay đem vậy một người bí bộ dáng người đàn ông đẩy sang một bên. Người chính là Trương Long. Miệng kia lên ngậm xì gà tóc vàng nam tử nghiêng liếc xéo Trương Long, mí mắt mang đều không mang, hừ lạnh một tiếng nói, cái khung ngược lại là thật lớn à, làm sao, không gặp ta. À khôn ngươi đi ra ngoài trước chứ. Trương Long cau mày, đối với tên kia bí bộ dáng nam tử nói xin lỗi. Giám đốc Trương. Vậy bí gật đầu một cái, sau đó đóng cửa lại lui ra. Trương Long, cái này Thanh Trúc Dược Thiện Phường ông chủ lớn một trong. Nhưng chân chính có bản lãnh là vậy Cao Nguyên còn có Hoàng Phong, như thế nào, ta nói không sai chứ. Miệng kia lên ngậm xì gà tóc vàng nam tử nhìn lướt qua Trương Long, ngồi vào trên ghế salon, ngạo nghễ nói. Các hạ là, Trương Long trầm giọng nói. Hắn không thích hút thuốc, nguyên bản phòng làm việc vậy không cho phép hút thuốc, có thể cái này người đến. Sợ rằng nói cũng là vô ích chứ. Đánh bọn họ Dược Thiện Phường chú ý người, những năm gần đây cũng không phải một cái hai người. Những người đó còn ruồi tới lại đi, đổi lại đổi, hôm nay, đối phương biết bọn họ Dược Thiện Phường là người có bối cảnh, không dễ chọc, còn dám như thế phách lối, như thế ổn định, vậy khẳng định là đại biểu người này sau lưng năng lượng tuyệt đối không nhỏ. Hoặc là nói hắn tới nơi này, là đại biểu một số người lợi ích. Những người đó, hơn phân nửa là rất lợi hại. Ngươi không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần biết, ngày hôm nay ta là tới và các người Dược Thiện Phường nói chuyện hợp tác. Đây là được. Vậy miệng kia lên ngậm xì gà tóc vàng nam tử rất bình tĩnh nói, giống như là rất khẳng định Trương Long tuyệt đối sẽ đồng ý bọn họ mong muốn hợp tác. Cái gì hợp tác? Trương Long trầm giọng nói. Hai cái lựa chọn, một, các người Dược Thiện Phường tất cả cách điều chế hết thảy bán chúng ta, một cái trăm triệu. Hai cũng là một cái trăm triệu, thu mua các người Dược Thiện Phường 60% cổ phần, hai chọn một. Miệng kia lên ngậm xì gà tóc vàng nam tử ổn định nói. Một cái trăm triệu. Trương Long khóe miệng giật một cái, có chút tức cười nhìn đối phương, lãnh đạm nói các hạ là mở ra ta đùa giỡn chứ.
Chúng ta Thanh Trúc Dược Thiện Phường bây giờ quy mô, 100 triệu, người muốn mua. Không phải ta muốn mua, mà là các người muốn bán cho người phía sau ta. Hiểu. Miệng kia lên ngậm si gà tóc vàng nam tử phun một vòng khói, khinh miệt nhìn Trương Long, ta thừa nhận, Cao Nguyên, Hoàng Phong ở Chiết Giang vậy địa phương đích xác là có chút năng lượng, bất quá, ngươi làm rõ ràng. Đây là đâu, đây là kinh đô. Ngươi tin không tin ta bây giờ một cú điện thoại đánh ra, người phía sau ta lên tiếng, các người cái này cái gì phá dược thiện phường lập tức được từ nơi này kinh đô cuốn chăn đệm lăn ra ngoài. Còn nữa, biết ủy ban phát triển và cải cách là làm nghề gì không? Nếu là ủy ban phát triển và cải cách đem các người dược thiện phường tiêu thụ được là định là lũng đoạn, người cảm thấy sẽ bị tiền phạt nhiều ít mới đủ. 1 tỷ, 2 tỷ, vẫn là 3 tỷ. Miệng kia lên ngậm si gà tóc vàng nam tử càng nói càng nghiêu bức, càng nói giọng càng lớn, giống như hắn trời xanh chính là châu bò như vậy người làm đại sự. Đầu óc là món đồ, nghiêm túc suy nghĩ một chút, ở nói cho ta ngươi câu trả lời, nếu không, ha ha. Hắn đứng lên. Đi về phía Trương Long, lấy tay ở Trương Long ngực đâm đâm, khinh miệt nói. Mặt đầy cười nhạo. Ngươi, gặp đối phương càng nói càng nghiêu xoa, thái độ càng ngày càng phách lối, Trương Long không nhịn được thở một hơi thật dài, đẩy đối phương ra, căm tức nhìn. Làm sao, không phục, nghĩ rõ, xem ra ngươi là cảm thấy ta cái này một cú điện thoại đánh ra, không uy lực, đúng không? Miệng kia lên ngậm si gà tóc vàng nam tử kinh nghi nhìn lướt qua Trương Long. Không nghĩ tới tiểu tử này lại còn dám đẩy hắn, chợt hung ác nói. Trương Long thở một hơi thật dài, trầm mặc hồi lâu, mới lại mở miệng nói, bỏ mặc nói thế nào, các hạ ngươi được trước hết để cho ta biết ngươi là ai chứ. Ủy ban phát triển và cải cách, phía sau ngươi người có thể ở ủy ban phát triển và cải cách có lớn như vậy bản lãnh. Ta không tin, tổng không gặp được tùy tiện tới một mình, liền đòi hỏi nhiều phải đem chúng ta Thanh Trúc Dược Thiện Phường toàn chiếm đoạt, vậy không thể nào đâu. Coi như ta đồng ý, Cao thiếu đâu, Phong thiếu đâu. Kinh đô cái này vòng thật sự là nước quá sâu, mà hắn lại là từ tầng dưới chót nhất bỏ dậy, người phải nói không sợ, không kiêng kỵ, vậy cũng không khả năng. Dẫu sao, bọn họ Thanh Trúc Dược Thiện Phường chân chính ông chủ lớn, đã biến mất hơn 3 năm à. Cao thiếu, Phong thiếu, người nói là Cao Nguyên, Hoàng Phong sao, bọn họ không muốn, suy, vậy ngẩng mặt cười nhạo một tiếng. Tiện tay trực tiếp là tướng trong tay xì gà đầu ném trên đất, cười lạnh nói. Nếu ngươi muốn hỏi, vậy ta cũng không phương nói cho ngươi. Ngày hôm nay đừng nói là ngươi, coi như là bọn họ ở đây, ta lời này nên nói như thế nào vậy vẫn là sẽ nói như vậy. Không muốn, không muốn vậy thì từ kinh đô lăn ra ngoài, còn dư lại sẽ chậm chậm chơi, hiểu. Các hạ sau lưng rốt cuộc là ai? Trương Long cắt đứt hắn mà nói, lạnh lùng nói. Phải. Muốn ta đem lời nói rõ, ca, tên ta người biết vậy không có ích gì, các người những thương nhân này, một ngày không có sao tổng chi đạo xem tivi chứ. Ủy ban phát triển và cải cách có vị họ Trần phó chủ nhiệm, ta như thế nói ngươi có thể hay không hiểu. Miệng kia lên ngậm si gà tóc vàng nam tử hất cằm nói. Trần, ngươi nói là người Trần gia ở đánh chúng ta dược thiện phường chú ý. Trương Long mặt liền biến sắc, giật mình nói. Những năm này cắm rễ kinh đô. Hắn tự nhiên dần dần liền hiểu rõ ràng liền rất châu bao nhiêu, bọn họ người không chọc nổi. Liền tỷ như cái này ủy ban phát triển và cải cách phó chủ nhiệm, mặc dù cùng vị trí có mấy cái, có thể trong đó vẫn còn không hề thiếu chính là chính bộ cấp. Hơn nữa một người trong đó thì có vậy họ Trần. Trọng yếu hơn chính là, vị kia họ Trần phó chủ nhiệm hay là đến từ kinh đô Trần gia. Đã từng là một trong 3 đại gia tộc. Hôm nay cái này Trần gia mặc dù mặt trời sắp lặn, uy phong không có ở đây, nhưng mà, đó cũng chỉ là tương đối mà nói à. Ít nhất giống như bọn họ loại này người bình thường, coi như là Cao Nguyên, Hoàng Phong tới, cũng không khả năng sinh ra dám là địch tâm tư. Trừ phi, là Cao thiếu phụ thân Cao Chí Nam tiên sinh, Phong thiếu phụ thân, Hoàng ký tự mình tới, đối với mới vừa có thể thoáng kiêng kỵ mấy phần. Nhưng mà, chỉ vì một cái dược thiện phường, đắc tội Trần gia. Sợ rằng không người sẽ làm như vậy chứ. Trong nháy mắt, Trương Long đầu đầy mồ hôi, biết lần này là thật thật phiền toái. Bây giờ hiểu, không không phục. Gặp Trương Long một chút đổi như thế héo, miệng kia lên ngậm si gà tóc vàng nam tử trong lòng ngầm cười, lạnh nhạt nói. Tuy nói Trần gia đúng là có vị đại nhân vật ở ủy ban phát triển và cải cách làm phó chủ nhiệm, có thể trên thực tế căn bản nhưng theo vị kia không quan hệ.
hắn như thế nói, bất quá là kéo ra hổ kéo đại kỳ, cáo mượn oai hùng thôi. Đây cũng là hắn và sau lưng hắn vị kia gần đây thường dùng chiêu thức. Tuy nói cứ giả rồi điểm, nhưng lại trăm lần hiệu quả cả trăm, trăm thử khó chịu. Dẫu sao, sau lưng hắn vị kia cũng là Trần gia trọng yếu mưu xoa nhân vật phải không? Hơi mượn mượn gió, lại coi là cái gì? Ha ha! Nghĩ đến đây, miệng kia lên ngậm si gà tóc vàng nam tử lại là mặt đầy giễu cợt, cảm giác giống như là nắm chặt phần thắng, không nhịn được nói, nghĩ rõ ràng không? Trung thực ôm 100 triệu trở về, đây không phải là tiền. Thật nếu là không phục, không có mắt, sợ rằng, đến cuối cùng cái gì dám chút xíu cũng không thừa lại, vậy cũng đừng trách ta không nhắc nhở. Miệng kia lên ngậm si gà tóc vàng nam tử mới vừa cảm giác được mình lại ngạo mạn một lần, uy phong lẫm lẫm, nhưng mà ngay tại lúc này. Phịch! Vậy cửa phòng làm việc bị người một chân đạp mở. Tiếp theo một cái mặt đầy vẻ giận dữ người tuổi trẻ trực tiếp là sải bước đi tới. Một cái dẫn vậy miệng kia lên ngậm si gà tóc vàng nam tử cổ áo, lạnh lùng nói, nhắc nhở. Người đó mụ coi là đồ chơi gì, dám ở chúng ta dược thiện phường nói lời như vậy, ra ngứa ngáy. Thật lấy là làm con chó, liền cảm giác được mình rất trâu. Ngươi là ai? Buông ta ra, miệng kia lên ngậm si gà tóc vàng nam tử luống cuống, không nghĩ tới đối phương lại dám động thủ. Cao thiếu, Trương Long thấy người đến kêu một tiếng. Sắc mặt nhưng vẫn là có chút do dự theo hốt hoảng. Đây nếu là thật động thủ, có thể hay không cũng chưa có chỗ trống quay về. Ngươi là Cao Nguyên, miệng kia lên ngậm si gà tóc vàng nam tử sắc mặt cả kinh, nói. Ngươi đó bản thiếu tên chứ cũng là ngươi loại này cho có tư cách gọi. Đi ngươi, phịch, Cao Nguyên nhấc chân chính là một cước, hung hăng đá vào vậy miệng kia lên ngậm si gà tóc vàng nam tử trên sống mũi, đem đạp cái đổ thất bại. Lỗ mũi cũng sai lệch, mặt đầy máu. Đừng xem giá Cao Nguyên trước kia là cái cậu ấm, khắp nơi phá của, có thể thằng nhóc này có cái ưu điểm đó chính là khi còn bé đến lớn gần học hơn 20 năm thái cực đạo. Đến bây giờ sớm hắc mang theo, thật muốn thu thập người, còn không đơn giản. À, vậy miệng kia lên ngậm si gà tóc vàng nam tử trực tiếp là hét thảm lên, cảm giác sống mũi đều gãy, hủy khuôn mặt, không dám tin nhìn Cao Nguyên, ngươi dám đánh người. Lão tử bây giờ là đang đánh chó. Ngươi không phải thích cho người làm chó sao? Được à, mới vừa rồi thừa dịp ta không có ở đây, gắng gượng như bức đúng không? Bây giờ ta cho ngươi thật tốt thả lỏng ra. Cao Nguyên dựa lưng vào mấy chục tỷ giá trị con người lão tử, sức đủ nhiều, đâu còn sẽ kiêng kỵ đối phương loại này thằng bụi đời. Càng nói càng tức dưới, lại là một cước hung hăng hướng miệng kia lên ngậm si gà tóc vàng nam tử trên mặt đá tới. Hù được hắn kêu thê lương thảm thiết trên đất khắp nơi lăn lộn. Cao thiếu đừng đánh, ta sai rồi, thả ta, đừng đánh, ta thật sai rồi. Chỉ chốc lát sau công phu, cái này ngoài miệng ngậm si gà tóc vàng nam tử trực tiếp là thảm hề hề cầu xin tha thứ. Biến sắc mặt nhanh chóng, làm người ta không theo kịp, trợn mắt hốc mồm. Bót! Nhưng mà, không đợi hắn nói xong. Khí còn không có vuốt thuận Cao Nguyên lại đổ ập xuống một trận bạt tai liền quất tới, quất hắn trên mặt tím bầm, quát lạnh, cút. Ngoài ra lại nói cho phía sau ngươi, thật muốn có bản lãnh, tự mình tới và ta nói, nếu không mẹ hắn lão tử lần kế gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần, không tin ngươi có thể thử một chút. Ta lập tức cút, cái này ngậm si gà tóc vàng nam tử vậy thật là một nhân vật, bắt đầu như vậy như bức, bây giờ bị sửa chữa. Vậy hoàn toàn không quan tâm cái gì mặt không mặt, bò dậy, xoay người liền cút, đều không mang chút nào chần chờ. Cho nên không khỏi không thừa nhận, loại người này, mặc dù là một rác rưởi, nhưng xác thật là loại này đi ra cáo mượn oai hùng, làm chó thí sinh tốt nhất. Bắt nạt kẻ yếu, mềm đều là như vậy, hoàn mỹ. Trương ca, sau này đối với loại này bắt nạt kẻ yếu chó má lại không thể nương tay, trước quất nói sau. Hừ, đồ chơi gì? Cũng không cân nhắc một chút mình cân hai, nếu không phải ta mới vừa đi nhà cầu đi, cái này rác dưới tới một cái, ta là có thể để cho hắn đàng hoàng cút về. Gặp người nọ đi sau đó, Cao Nguyên lúc này mới hướng một bên Trương Long nói. Mấy năm sống chung nhau gây dựng sự nghiệp, bây giờ bọn họ đã sớm là người trong nhà. Lẫn nhau trong lúc nói chuyện vậy không như vậy câu nệ. Ừ, ta là có chút không quả quyết, bất quá. Cao thiếu ngươi lần này sợ rằng vẫn là xung động một ít. Trương Long gật đầu một cái, vẫn là không nhịn được lo lắng nói. À, như thế nói.
Cao Nguyên hơi ngẩn ra. Trương Long vội vàng tướng đối phương lời mới vừa nói thuật lại một lần, sau đó mới có lo lắng nói, như nếu là người bình thường, ta cũng không còn như thế do dự, nhưng đối phương mang ra ủy ban phát triển và cải cách vị kia họ Trần phó chủ nhiệm, vẫn là Trần gia. Cái này thật nếu là bọn họ, thì phiền toái à. Lũng đoạn. Cao Nguyên nín một hơi thiếu chút nữa không thông xuống, sắc mặt giận dữ, tức giận nói, thật thua thiệt mới vừa rồi rác rưởi kia nói cho ra miệng, châu con thổi được không bên. Chúng ta cái này cũng nếu là lũng đoạn, vậy hai thùng dầu coi là cái gì, thật khôi hài. Nhưng mà nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, cặp mắt nhưng cũng nổi lên nhàn nhạt ngưng nhiên vẻ, lẩm bẩm nói, bất quá muốn thật là người Trần gia, đó đích xác là có chút phiền toái. Hiện nay Thanh Trúc Dược Thiện phường ba cái ông chủ lớn, hắn, Hoàng Phong, Trương Long, cũng chỉ có hắn hơi đối mặt Trần gia buông lỏng một ít. Dẫu sao bố hắn là Cao Chí Nam, 10 tỷ phú ông, một tỉnh đầu rồng, hắn Trần gia châu bò nữa xoa, có thể vượt ra kinh đô, đi chiết giang sửa chữa ba hắn. Hiển nhiên vậy cơ bản là chuyện không thể nào. Mãnh Long đè bất quá địa đầu xà, đây cũng không phải là một câu lời rỗng. Nhưng mà trừ hắn ra, những người khác lại bất đồng. Hoàng Phong lão tử là Hoàng Đào Nhớ, trong quan trường người, tự nhiên bẩm sinh bị Trần gia đè một đầu, Trương Long mà nói, thì càng khỏi phải nói, huống chi cái này còn là tại kinh đô, không phải ở bọn họ chiết giang. Mãnh Long đè bất quá địa đầu xà. Lời này vậy hoàn toàn có thể ngược lại nói bọn họ. Đúng vậy, Cao Thiếu, bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Trương Long gặp ý hướng cái không sợ Cao Nguyên bây giờ đều có chút kinh sợ, lại là trong lòng hoảng, không nhịn được hỏi. Trước đừng hoảng hốt, ta ở nơi này kinh đô nghiệp vẫn là có mấy người bạn, trước tìm người hỏi một chút, xem mới vừa rồi rác rưởi kia sau lưng rốt cuộc là ai nói sau. Ủy ban phát triển và cải cách phó chủ nhiệm sao có thể vừa ý chúng ta cái này phá dược thiện phường, hơn phân nửa là những người khác cáo mượn oai hùm, chứa. Cao Nguyên sờ cằm một cái, phân tích nói. A Long, Cao Nguyên, nhưng vào lúc này, một đạo hơi có chút thanh âm quen thuộc đột nhiên quỷ dị ở bọn họ bên tai vang lên. Cao Nguyên ngay tức thì ngẩn người, lấy là mình xuất hiện nghe nhầm, còn không nhịn được theo bản năng nhìn một chút Trương Long, có thể tiếp theo hắn nhưng phát hiện Trương Long lúc này lại có chút ngây ngẩn, vậy còn đồng thời ngẩng đầu nhìn hắn một cái, mắt đối mắt. Cao Nguyên cả người giật mình một cái, kinh nghi nói, ngươi cũng nghe được. Ừ, không phải, cái này. Trương Long người đều đần độn, nghe nhầm, thật giống như không phải, vậy đây là tình huống gì? Đừng nhìn khắp nơi, là ta, làm sao, nghe không hiểu ta thanh âm. Thanh âm kia lần nữa truyền tới. Hai người lần nữa sững sờ, sững sốt thật lâu, Trương Long đột nhiên khó tin cả người giật mình một cái, nói Trần Phi, đây không phải là Trần Phi thanh âm sao? Ngươi là Trần Phi, Trần tiên sinh, vậy Cao Nguyên cũng là ngay tức thì thất kinh, chợt đứng lên. Là ta ở trong tiệm ăn cơm đây, hoa nở trăng tròn, đến đây đi. Trần Phi báo lúc này bọn họ đang ăn cơm phòng riêng tên. Nguyên lai, từ vừa mới bắt đầu, Trần Phi thần thức cũng đã là phát hiện Trương Long còn có Cao Nguyên ở nơi này. Hơn nữa mới vừa rồi phát sinh vậy hết thảy, hắn cũng là cũng xem thấy. Lại là Trần gia, ha ha, C, H, Ư, Ơ, N, G. 1145B, chuyện này ta để ý tới đi. Khải Toàn Đế hạ lầu 23, Thanh Trúc Dược Thiện phường hoa tốt trăng tròn bên trong phòng riêng. Tràn đầy thơm hơi thở chủ đề gian phòng, viên mộc bàn, trên bàn sắc mùi thơm đầy đủ các loại thức ăn ngon, chung chung hũ hũ, mê người thuần canh buộc vòng quanh tới mùi thơm, làm người ta vậy đơn giản là khẩu vị lớn mở, muốn phải thật tốt ăn muốn nghiến lộn một cái. Phi ca ngươi làm sao không ăn à? Ta xem ngươi vào phòng tới liền một mực không lên tiếng, bây giờ dọn thức ăn lên cũng vậy, có phải hay không dược thiện phường này đồ không quá và ngươi khẩu vị? Hẳn sẽ không à, ngươi xem bên ngoài vậy buôn bán chạy chiến trận, cũng sắp lại phải ngồi đây. Trần San San trước mặt bày một chung tản ra thuần hương hơi thở, trơn bóng da thẩm mỹ chung, một bên mặt đỏ đỏ xì ăn, vừa có chút tiểu hơi khẩn trương nhìn Trần Phi, hỏi. Cái này Thanh Trúc Dược Thiện Phường là nàng đề nghị nghĩ đến. Nhưng nếu là mùi vị không hợp Trần Phi vị khẩu, nàng vậy có chút hơi lúng túng. Phi ca không có sao chứ. Apple thật ra thì vậy phát hiện Trần Phi dị thường, nhưng nàng một người không dám hỏi đi ra, lần này bị Trần San San chọn đầu, nàng lập tức ôm Trần Phi cánh tay rụt rè nói. Nghĩ bậy bạ gì vậy?
Trần Phi ngón tay ở đó Apple ấn đường ở giữa nhẹ nhàng gật một cái, lúc này mới cười nói, không phải vật này ăn không ngon, là ta trước kia ở Chiết Giang ăn quá nhiều, ngán. Hey, tới. Hắn đột nhiên, không giải thích được nói. Tới, cái gì tới, Lưu Huy, Trần San San chố mắt nhìn nhau, nghe không hiểu Trần Phi lời này rốt cuộc là ý gì. Ngược lại thì Apple giống như cảm giác được cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn xem phòng riêng cửa. Một khắc sau, cửa bị người đẩy ra. Phi ca thật là ngươi. Vậy Cao Nguyên một mặt hưng phấn, đứng mũi chịu sào là vọt vào. Tới, thằng nhóc ngươi cũng lâu như vậy không gặp, còn như thế mau mau táo táo, còn muốn bị ta y một lần. Trần Phi giơ tay chào hỏi một chút, lại hướng phía sau tiến vào Trương Long cười nói, A Long, thật lâu không gặp. Trần Phi, thật là ngươi. Trương Long gặp lại có thể thật sự là Trần Phi, tâm trạng lập tức là kích động. Hai tay ôm Trần Phi bả vai, cái này ba năm ngươi đi đâu? Làm sao giống như là nhân gian bốc hơi như nhau, người cũng không tìm được. Đi một cái rất chỗ đặc thù. Trần Phi cũng là đưa tay ở đó A Long vai trên cánh tay lực lượng lớn vỗ một cái, mặt đầy mỉm cười, lúc này mới xoay người hướng trên bàn có chút ngẩn ra Trần San San, Lưu Huy các người xin lỗi, mới vừa lúc tới phát hiện bạn ta cũng ở đây, liền thuận tiện gọi bọn họ tới. Không có sao, nhiều người cùng nhau mới náo nhiệt mà. Tới chờ đứng à, mau ngồi, phục vụ viên, phiền toái sẽ giúp chúng ta cầm một cái ghế. Trần San San ngược lại là một thích nhiều người náo nhiệt, rất nhiệt tình, líu díu chiêu đãi nói. Ngược lại là vậy Lưu Huy con ngươi ở đó Cao Nguyên, Trương Long trên mặt dừng lại thật lâu, đột nhiên bót một tiếng khoát tay chặn lại, ngây ngẩn. Hai vị chẳng lẽ là Trương Long giám đốc Trương, Cao Nguyên giám đốc Cao? Hắn ngây ngẩn nhìn Cao Nguyên, Trương Long nói. Ngươi là, Cao Nguyên ngây ngẩn nhìn Lưu Huy, không biết là ai. Ngươi là, đúng rồi, ngươi là Tân Hoa tập đoàn Lưu Huy Lưu Tổng. Ngược lại là vậy Trương Long hình như là gặp qua Lưu Huy, chần chờ một chút, liền bừng tỉnh hiểu ra nói, Lưu Tổng cũng là Trần Phi bằng hữu. Hay sớm biết đến lượt nhiều đi vòng một chút, là người trong nhà à. Dứt lời, vậy Trương Long còn liền vội vàng đi tới cùng Lưu Huy bắt tay. Ta không phải, cái này. Vậy Lưu Huy sắc mặt tự nhiên là có chút lúng túng, không biết nên nói cái gì. Lúc này, Trần San San không nhịn được âm thầm thọt Lưu Huy, hỏi, Lưu Huy người biết. Bọn họ là. Cái này Thanh Trúc Dược Thiện phường ba cái ông chủ lớn tới hai, Cao Nguyên Cao Thiếu, Trương Long giám đốc Trương. Lưu Huy vội vàng nhìn một chút nói cho Trần San San nói. Qua, wow, các người là cái này Thanh Trúc Dược Thiện phường ông chủ lớn. Trần San San lập tức phun hưng phấn kêu thành tiếng, hướng Cao Nguyên, Trương Long nhiệt tình nói, giám đốc Trương, giám đốc Cao phải sớm biết các người là tốt. Không nói đánh một chút hao tổn, có thể trước thời hạn nhiều đặt mấy lần vị trí cũng tốt à. Hay, cũng là bạn, còn cái gì có tiền hay không? Chờ lát nữa đi ra ngoài ta cho mấy vị làm mấy tờ thẻ, sau này tới chúng ta Thanh Trúc Dược Thiện phường ăn cái gì, toàn bộ miễn phí. Vậy Cao Nguyên vung tay lên, phóng khoáng nói. Thật, giám đốc Cao vạn tuế, Trần San San lập tức là hưng phấn nhảy cỡn lên. Hơn nữa, vừa nói như vậy, hắn còn cảm thấy Cao Nguyên người không tệ, là một có thể lui tới bằng hữu, vội vàng bản tính phạm vào, líu díu nói ra, giám đốc Cao ta cho các người nói à. Các người dược thiện phường này đồ là thật tốt, các loại cái gì dưỡng sinh cháo, thẩm mỹ chung không chỉ có ăn ngon, thật vẫn có hiệu quả. Tin tưởng muốn không được bao lâu, các người dược thiện phường nhất định có thể. Hot, khắp toàn quốc, thậm chí toàn thế giới. Hi hi, nhờ người đẹp ngươi chúc lành. Bất quá, cái này dưỡng sinh cháo, thẩm mỹ chung ăn ngon, lại có hiệu quả, và chúng ta có thể không có quan hệ gì. Vậy Cao Nguyên cũng là tính tình tới, cười hắc hắc, thần bí nói. Và các người không quan hệ. Trần San San, Lưu Huy các người đều sững sốt sững sờ. Không biết Cao Nguyên lời này kết quả là ý gì. Ngược lại thì Trần Phi nghe hiểu. Tức giận lườm một cái tát rơi vậy Cao Nguyên trên đầu, đi đi đi, đi sang một bên. Phi ca người trước chớ vội cản à, rốt cuộc tình huống gì, ta lòng hiếu kỳ nặng, không nói cho ta sẽ chết người, nói một chút rồi, mau nói cho ta rồi. Trần San San vội vàng làm nũng nói. Liền Apple vậy là hứng thú, tò mò hỏi, đúng vậy, Phi ca rốt cuộc là cái gì à? Có thể nói cho chúng ta sao? Trần Phi không biết làm sao khu khu đầu. Trừng mắt một cái đang che đầu hì hì cười Cao Nguyên, không có biện pháp, chỉ có thể nói,
vậy không việc gì, chính là cái này Thanh Trúc Dược Thiện Phường cũng có ta cổ phần. Liền cái này, không có gì khác. Người cổ phần nhiều nhất, Trương Long vội vàng đánh, báo nhỏ nói với. Những thứ này dưỡng sinh cháo, thẩm mỹ chung cách điều chế đều là phi ca cho chúng ta. Cao Nguyên vậy đi theo cười hắc hắc nói. Wow, thiệt hay giả, phi ca ngươi vẫn là cái này Thanh Trúc Dược Thiện Phường ông chủ lớn. Vậy ngươi bắt đầu tại sao không nói à? Trần San San giật mình được nhảy cỡn lên, con ngươi há thật to. Nguyên lai phi ca là Dược Thiện Phường này ông chủ lớn, trách không được. Vậy Lưu Huy cũng là ngẩn người, rồi sau đó như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Trách không được Trần Phi mới vừa nghe được bọn họ muốn tới cái này lúc ăn cơm, hơi có chút kỳ quái. Bất quá, lấy Trần Phi có thể lái được tướng quân Audi thân phận, nhiều đi nữa thêm một cái gì Dược Thiện Phường ông chủ lớn, vậy không kỳ quái. Ngược lại, cái này sợ rằng cũng chỉ có thể coi như là làm trước chơi, nghề tay trái chứ. Các người lại không hỏi ta, tốt lắm, ta tới giới thiệu một chút, đây là Trương Long, ta bạn học cũ, đây là Cao Nguyên. Một cái mạng lớn thằng nhóc thúi. Trần Phi vội vàng nói sang chuyện khác, chỉ Cao Nguyên, Trương Long hai người giới thiệu. Dứt lời, hắn lại không nhịn được hỏi, Hoàng Phong Triệu Nhạc đâu? Bọn họ không tại kinh đô sao? Ừ không có ở, Trương Long gật đầu một cái, nói, Phong Thiếu gần đây ở Chiết Giang chủ trì đại cuộc, Triệu Nhạc mới mở ra Tây Thục cửa hàng làm ăn, bây giờ đang ở bên kia làm việc đây. À như vậy, vậy thì thật là đáng tiếc. Nếu không còn có thể tụ họp. Bất quá không có sao, lần sau có cơ hội. Trần Phi gật đầu một cái, lại đưa tay chỉ Trần San San, Lưu Huy, đây là Trần San San, còn có Lưu Huy. Các người tốt, Trương Long, Cao Nguyên vội vàng chào hỏi. Nơi nào, giám đốc Trương giám đốc Cao đừng như thế khách khí. Các người tốt, Trần San San, Lưu Huy cũng là vội vàng đáp lại. Trần Phi lại đưa tay chỉ bên cạnh Apple. Cười nói, đây là bạn gái ta Apple. Apple, đây là Trương Long còn có Cao Nguyên. Trương Long, Cao Nguyên, các người tốt. Apple vội vàng đứng lên, mặt tươi cười chào hỏi. Bạn gái. Ngược lại là vậy Trương Long, Cao Nguyên lấy làm kinh hãi, ngoan ngoãn, giải đồ chơi, bạn gái. Phải biết bọn họ biết Trần Phi nhưng mà quá lâu, nhưng bạn gái vật này, chân chính bị Trần Phi thừa nhận, còn công khai lấy ra giới thiệu. Sợ rằng đến bây giờ cũng chỉ có Apple cái này một cái chứ. Nghĩ đến đây, Trương Long, Cao Nguyên hai mắt nhìn nhau một cái, tất cả thấy được trong mắt đối phương ngưng nhiên, liền vội vàng cười nhiệt tình, nói, hay tẩu tử ngồi, ngồi, ngươi ngồi là được. Ta là Trương Long Cao Nguyên, thật hân hạnh gặp ngươi. Lưu Huy, Trần San San thấy vậy nhất thời kinh sợ kinh, miệng theo bản năng tờ hơi lớn. Bọn họ cũng coi là có mắt kính nhi. Gặp Apple bây giờ cũng chỉ là Trần Phi một cái nữ thân phận bạn bè, lại là có thể để cho Trương Long, Cao Nguyên cái này hai cái lớn lão bản cũng như thế khách khí, thậm chí sao nói là chính trọng. Mặt mũi này, cũng là quá một ít chứ. Không hổ là có thể lái được tướng quân Audi Phi Ca, thật là nghiêu xoa à. Được rồi, đều là người mình, làm như thế câu nệ làm gì. A Long, mới vừa rồi các ngươi lên mặt, là chuyện gì xảy ra? Trần Phi vẫy tay để cho Trương Long bọn họ ngồi xuống, sau đó khẽ nhíu mày, nói. Ai, có người xem chúng ta Dược Thiện Phường làm ăn khá, đỏ mắt, muốn đến nhúng một tay. Trương Long gặp Trần Phi nhắc tới chuyện này, cũng là có chút buồn bực đứng lên, nói. Còn có chuyện này, là người nào à? Lưu Huy theo bản năng chen lời miệng, hắn đột nhiên nghĩ đến phía dưới vậy đã đóng cửa Italy xoay tròn nhà ăn. Không phải là một nhóm người chứ? Người kia nói là người Trần gia, hơn nữa khẩu vị cũng quá tham. Chỉ cho 100 triệu, thì phải chúng ta Dược Thiện Phường 60% cổ phần, hoặc là cách điều chế, hừ. Đồ chơi gì, thật là. Trương Long lúc này cũng vẫn là cảm giác biệt bất quá khí, không nhịn được mắng một câu, nói. Cái gì, 100 triệu, ta mặc dù không hiểu, có thể cái này vậy thật là quá đáng đi, các người cái này Thanh Trúc Dược Thiện Phường kia mới trị giá 100 triệu. Trần San San không nhịn được tức giận nói. Những người này giống như là muốn cầm mua đá tiền, mua vàng. Apple cũng là nhíu mày một cái, cảm thấy những người này gắng gượng chán ghét. Trần gia, duy nhất ngoại lệ nhưng là vậy Lưu Huy, chỉ gặp hắn nghe vậy sắc mặt chợt đổi một cái, còn người có giúp một cái, nói Trần gia, cái nào Trần gia? Còn có thể là cái nào? Quan trường lên cái đó. Cao Nguyên bất đắc dĩ nói.
Cái này, Lưu Huy một chút không biết nên nói cái gì. Muốn thật là cái đó Trần gia, vậy chuyện này mà chỉ sợ cũng thật có chút xảy ra chuyện à. Chớ nhìn bọn họ có tiền, cái này không giả, nhưng có tiền thì thế nào, ở nơi này Hoa Hạ, nhất là kinh đô, chọc trên chính đàn những cái kia đồ vật khổng lồ, đối phương một đầu ngón tay, cũng có thể nghiền ngươi không muốn không muốn. Huống chi đối phương vẫn là Trần gia, cho dù là lấy hắn bây giờ ước chừng một tỷ giá trị con người, thấy đối phương, vậy vẫn là sợ à. Bất quá Trần Phi nghe vậy trong con ngươi nhưng lóe lên nhàn nhạt lãnh ý, khóe miệng móc một cái, bình tĩnh nói. Chuyện này ta để ý tới đi, muốn bọn họ thật không có mắt như vậy, vừa vặn, cũng để cho ta biết biết bọn họ Trần gia nhiều uy phong, có trâu bao nhiêu. Khải Toàn Đế hạ hầm đậu xe, một chiếc kéo gió cực kỳ Audi R8 xe thể thao trước, vậy tóc vàng nam tử đang một cái nước mũi một cái nước mắt, thảm hề hề hướng người bên trong xe khóc kể. Muốn một hu. Trần thiếu ngươi là thật không biết, vậy cao nguyên hắn thật là quá kiêu ngạo, hắn nói ngươi Trần Khang Nguyên Trần thiếu chính là một giám, còn nói Dược Thiện Phường này là hắn, ngươi Trần thiếu nếu là dám có một chút nghiêng đầu óc, liền muốn tìm người giết chết ngươi. Ngươi nói gì, bên trong xe vậy cả người xa xỉ danh bài Trần Khang Nguyên giận dữ, trực tiếp là đập cửa đi ra, xách tóc vàng nam tử cổ áo cả giận nói, vậy chó má thật là nói như vậy. Thật thật, Trần thiếu ngươi xem ta cái này cả người. Mới vừa rồi ta đều đưa ngươi mang đi ra, nói ngươi cố ý muốn cùng hắn Cao Nguyên còn có Hoàng Phong hợp tác một chút, ngươi biết hắn sao nói. Tóc vàng nam tử chỉ mình vậy một mặt tổn thương, nghiêng lỗ mũi, tức giận vô cùng nói. Nói như thế nào, Trần Khang Nguyên lạnh lùng nói. Hắn nói để cho Trần thiếu ngươi cút, kia mát mẻ kia đợi đi, không chỉ có như vậy, hắn còn đem ta cho đánh một trận. Ai u, cái này tóc vàng nam tử vậy hắn thật sự là bắt nạt kẻ yếu. Nói bậy bạ điển hình. Cái này một miệng nói láo hoàn toàn là há mồm liền ra, hơn nữa còn là không mang theo đỏ mặt cái loại đó. Hắn Cao Nguyên, được à, thằng nhóc này thật lấy là chúng ta kinh đô khu vực này mà, là hắn Chiết Giang. Trần Khang Nguyên dĩ nhiên hoàn toàn là không đầu óc cái loại đó, nghe lời này một cái này gây xích mích cách ở giữa đâu còn chịu được. Lúc này nổi giận, cắn răng nghiến lợi nói. Phải biết hắn từ bị gia tộc nhận làm con thừa tự, lấy được Trần Chấn Quốc danh nghĩa làm con nuôi sau đó, đây chính là một cái lẫn vào gió nổi nước lên, như xoa vạn phần, cái này kinh đô một mẫu đất ba phân, tuổi trẻ nhất đại có mấy cái dám không cho hắn Trần Khang Nguyên mặt mũi. Mà mượn danh tiếng này, nguyên bản nghèo len keng vang lên hắn, cũng là mượn này, thật tốt cơ hội tốt, làm lên cái này một vốn bốn lời dễ mua bán. Hắn trước sau mạnh lấy đoạt tiền. Lấy không thiếu kinh đô mới cất không đứng vững gót chân xí nghiệp phần lớn cổ phần, ngày vào đấu vàng. Mà bởi vì hắn thân phận, những người đó, những cái kia xí nghiệp, thật ra thì vậy không như vậy bài xích và hắn Trần Khang Nguyên, làm ăn. Dẫu sao, hắn có người khác không có mạnh mẽ bối cảnh Trần gia. Trần gia, tuy nói đã không còn 3 năm trước lão thái gia vẫn còn ở thời điểm, như vậy xuân thu cường thịnh, có thể có đôi lời nói hay, lạc đà gầy lớn so với ngựa. Hơn nữa gần đây kinh đô tầng trên thế cục mưa gió biến đổi lớn, quốc an tổ bị cấm chỉ, đưa đến cung gia bọn họ vị trí có chút bất ngờ tuột xuống. Tóm lại, gần đây mọi người trong mắt đã ngã vào thâm cốc Trần gia, gần đây thanh thế ngược lại cũng dần dần có ấm trở lại dấu hiệu. Nhất sách một hu. Vậy vì vậy, cho dù là không thể nào lại có thể so với đã từng, ở trong mắt thế nhân, Trần gia vậy vẫn là kinh đô hiển hách một trong những gia tộc. Nói sau hắn vậy thì nghi lão ba. Trần Chấn Quốc, nguyên nào đó ngành đặc biệt phó chủ nhiệm, hiện chẳng biết tại sao bị điều đi ra, rơi xuống nội các chánh phủ giám sát bộ đảm nhiệm phó bộ trưởng. Tuy nói là phó bộ, nhưng đây tuyệt đối cũng là người thường trong mắt rất châu vị trí, đây cũng là hắn Trần Khang Nguyên gần đây mới có thể có lớn như vậy sức khắp nơi, phạm chuyện, dựa vào chỗ. Dẫu sao giám sát bộ đó là làm cái gì? Đây chính là theo chung kỷ ủy một cái tính xấu, lớn đao phán quan, chủ quản vi kỷ làm trái kiểm. Chỉ cần là làm quan, không nói xem ở Trần gia mặt mũi, liền xem ở nơi này, giám sát bộ, ba chữ lên, dám không cho mặt mũi. Cười nhạo còn không sai biệt lắm. Mà càng nghĩ như vậy, càng muốn đến hắn vậy thì nghi lão ba lợi hại, đây chính là giám sát bộ phó bộ à, Trần Khang Nguyên trong lòng thì càng giận, hắn người Cao Nguyên có cái tốt lão tử, xuất thân mấy chục tỷ, ở Chiết Giang vậy địa phương rách nhiều bức cũng được đi. Nhưng bây giờ hắn Cao Nguyên biết đây là đâu sao? Đây là kinh đô.
là ta Trần Khang Nguyên địa bàn. Được sao, một cái người làm ăn người, dám theo ta Trần Khang Nguyên châu bò như vậy, phải, vậy ta ngày hôm nay sẽ để cho ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là ở nơi này kinh đô tốt nhất đem cái đuôi thu điểm, nếu không, lão tử làm gãy ngươi. Trần Khang Nguyên một cổ tử cả vú lấp miệng em cắn răng nghiến lợi nói, móc điện thoại ra không biết cho ai bấm đã qua. Một bên, vậy tóc vàng nam tử thấy tình cảnh này không nhịn được đắc ý cười, trong lòng cuối cùng là cảm giác khẩu khí kia có thể đưa đi. Bởi vì trước kia, cũng không phải không ai dám không cho bọn họ Trần thiếu mặt mũi, tựa như cùng cái này khải toàn đế hạ vậy tầng 21 thúi Italy lão, có thể kết quả thế nào? Bây giờ sớm không phải ảo não đóng cửa lưu. Nếu không bởi vì vậy Italy lão là người nước ngoài, thật đúng là nên cho hắn làm một, lũng đoạn, cái mũ cài nút đi, phạt mấy triệu mấy chục triệu nói sau. Ha ha! Trong lòng một hồi đắc ý cười nhạt, vậy tóc vàng nam tử tựa như đã là thấy Thanh Trúc Dược Thiện Phường bị đóng chặt hết, cưỡng bách đóng cửa cảnh tượng. Đầu năm nay, muốn làm một mình người tiểu nhà ăn còn không dễ dàng. Vệ sinh như thế không sạch sẽ, trước cho ta ngừng buôn bán chỉnh đốn nói sau. Còn có phòng cháy chữa cháy. Phòng cháy chữa cháy cũng không quá quan. Trần Khang Nguyên Trần Đại Thiếu một cú điện thoại, rất nhanh, nên khu vực phân cục y tế, phòng cháy chữa cháy toàn điều động. Ô lạp lạp lái về phía khải toàn đế hạ. Nửa giờ sau đó, Trần Phi các người vẫn còn ở Thanh Trúc Dược Thiện Phường ăn cơm. Đột nhiên, Trần Phi khẽ di một tiếng, cau mày, rồi sau đó sắc mặt vậy là theo chân trầm xuống. Phi ca thế nào sao? Apple theo Trần Phi gần đây, vậy một mực chú ý. Gặp Trần Phi diễn cảm không đúng, nghi ngờ hỏi. Người gây chuyện tới, Trần Phi thản nhiên nói. Gây chuyện, Trương Long, Cao Nguyên đám người sắc mặt đồng thời biến đổi. Một khắc sau, bên ngoài bao gian hơi truyền đến huyên náo thanh âm. Trương Long bí thư kia Khôn thần sắc lo lắng đẩy cửa ra, nói, giám đốc Trương, giám đốc Cao không xong. Không biết chuyện gì, vệ sinh, phòng cháy chữa cháy liên hiệp chạy đến tìm chúng ta phiền toái. Nói chúng ta vệ sinh an toàn thủ tục không hoàn toàn, tạm thời phòng cháy chữa cháy kiểm tra cũng không đến vị, mới vừa bọn họ đem quý khách cũng oanh đi, nói muốn để cho chúng ta vô kỳ hạn ngừng buôn bán chỉnh đốn. Cái gì, Cao Nguyên mãnh một chút chống giữ, sắc mặt một chút liền chìm xuống, cắn răng nghiến lợi nói, nhất định là Trần gia những con chó kia giỏ đồ, mụ, đồ chơi gì. Cao Nguyên người đó mụ miệng thật lợi hại à, mắng ai đó. Đây là... Một đạo phách lối vô cùng thanh âm từ vậy phòng riêng truyền ra ngoài tới. Chân sau, một mặt phách lối Trần Khang Nguyên cũng đã là đạp đi vào, nhìn bằng nửa con mắt, khinh miệt nhìn hắn. Trần Khang Nguyên, tại sao là ngươi? Cao Nguyên sắc mặt lúc này đổi một cái, mụ, lại là cái này tay sai vận chó giỏ đồ, lần này thật phiền toái. Trần gia nói nhỏ không nhỏ, tuổi trẻ nhất đại kêu cho ra danh hiệu, người có mặt mũi vẫn đủ có mấy cái. Nếu như những người khác, hắn Cao Nguyên ỷ có cái phú ông lão ba, hàng năm đóng thuế nhiều như vậy, còn có Hoàng Đào thúc thúc bên kia quan hệ, tự tin vẫn có thể cùng chi kéo chìa khóa mở ốc cổ tay. Có thể cái này Trần Khang Nguyên nhưng là bất đồng, chó này giỏ ông ba tiện nghi đây chính là Trần Trấn Quốc. Trần Trấn Quốc là ai? Đây chính là giám sát bộ lĩnh, ai không sợ? Trần Thiếu, lúc này, bên ngoài một ướn bụng bự màu xanh da trời đồng phục nam vào cửa đầu tiên là hiến mị kêu một tiếng Trần Khang Nguyên. Lúc này mới ánh mắt cười lạnh nhìn lướt qua những người khác, kêu lên các người ai là cái này Thanh Trúc Dược Thiện Phường lão bản. Bây giờ chúng ta vệ sinh còn có phòng cháy chữa cháy tạm thời kiểm tra, phát hiện các người tiệm này có vấn đề rất lớn, vệ sinh an toàn cũng không qua quan, thủ tục cũng không đầy đủ hết, cho nên nói cho các người một tiếng, tiệm này, trước hay là phong đi. Vô kỳ hạn ngừng buôn bán chỉnh đốn. Chu béo người gắng gượng như bức đúng không? Cao Nguyên nhìn người nọ, cắn răng nghiến lợi nói. Ai hắn a, nguyên lai là Cao Thiếu. Chúng ta cũng là giữ quy củ làm việc, Cao Thiếu thật xin lỗi. Vậy bụng bự đồng phục nam cười lạnh một tiếng, nói. Ngươi, Cao Nguyên khí không nói ra lời. Cái này hắn rõ ràng là muốn tới chỉnh hắn cửa, quy củ, có thể có cái gì quy củ. Các người cái ngành nào? Nhưng vào lúc này, một đạo lãnh đạm thanh âm vang lên. Là Trần Phi. Ừ, nhất thời. Bên trong căn phòng tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi xuống Trần Phi trên mặt. Vậy Trần Khang Nguyên còn chú ý tới Trần Phi bên người Apple, ngay tức thì trước mắt sáng lên, sắc mị mị nói, được, vẫn là cô gái Tây Phương, thật tịnh à. Cao Nguyên các người chơi có thể à.
Nếu không cho nàng cho ta vui đùa một chút, nếu là sảng khoái, nói không chừng ta Trần Khang Nguyên còn có thể đại phát từ bi, để cho các người một con ngựa, ha ha. Hu hu. Tên này tựa hồ phách lối thói quen, sắc tâm một lớn, gặp Apple như thế xinh đẹp cô gái Tây Phương đâu còn biệt được. Bụng truyền tới một cổ lửa giận, trực tiếp là miệng ba hoa đùa giỡn với tới. Nhưng mà hắn nói cũng còn chưa nói hết, một đen thui đồ đột nhiên hướng trên đầu hắn bắt lại. Là vậy một chung, trơn bóng ra dưỡng nhan chung. Ngươi dám động tay đánh người. Vậy bụng bự áo lam nam khó tin nhìn Trần Phi, hắn nhìn thấy, là thằng nhóc này ra tay. Ngươi con mắt kia thấy được ta đánh người. Đây là chó, nằm trên đất gọi cái loại đó, hiểu. Trần Phi nhàn nhạt nói. Ngươi nói gì, chúng ta giết chết ngươi. Vậy Trần Khang Nguyên nghe vậy nổi giận, thật vất vả tựa đầu lần trước chung không biết là thứ gì hái xuống, cả người bừa bãi. Tức giận tiện tay nhặt lên một cái ghế liền muốn hướng Trần Phi đập tới. Phịch! Có thể nhưng vào lúc này, một cái chân trực tiếp là tướng cái ghế kia đạp được nát bét. Vậy Cao Nguyên lúc này vậy hình như là lười được xen vào nữa 37-21, dù sao có Phi Ca ở đây, một cổ khí biệt đi lên, trực tiếp là lại một cước lại hướng vậy Trần Khang Nguyên đá tới. Phịch! Hắn Trần Khang Nguyên ngươi thật lấy là ngươi là nhân vật như thế nào? Muốn động thủ! Ta Cao Nguyên cùng ngươi. Cao Nguyên khinh thường nói. Hắn nhưng mà hắc mang, trừ Phi Ca những cái kia không phải người bình thường, sợ qua ai. Ngươi, ngươi dám đánh ta. Trần Khang Nguyên không dám tin nhìn Cao Nguyên, mặt cũng xanh biếc, đầy mắt dữ tợn. Người sau ngày hôm nay mình ra cửa đâu làm sao liền không mang người hộ vệ. Các người hắn cũng mù, không thấy được lão tử bị đánh. Bắt lại cho ta, toàn bắt lại, đưa đi bót cảnh sát. Một khắc sau liền gặp vậy Trần Khang Nguyên hướng bụng bự xanh đồng phục nam hét. Bắt, bắt, vậy bụng bự xanh đồng phục nam hiển nhiên là ngây ngẩn, bọn họ chẳng qua là phân cục y tế, nào có bắt người quyền lực. Có thể cái này bây giờ dẫu sao là Trần Khang Nguyên Trần Thiếu bị đánh, đây chính là hắn biểu hiện cơ hội tốt, cắn răng một cái, liền gặp vậy bụng bự xanh đồng phục nam hướng về phía Trần Phi, Cao Nguyên các người hung ác nói, Cao Thiếu còn có ngươi, các người lá gan thật lớn à. Liền Trần Thiếu cũng dám đánh, ăn gan hùm mật gấu. Đi thôi, theo chúng ta trở về một chuyến, đem vấn đề giao phó biết. Dứt lời ở giữa, mấy cái bên ngoài vệ sinh, phòng cháy chữa cháy thành viên trực tiếp là vây quanh đi vào, sắc mặt không tốt vây quanh Trần Phi bọn họ. Trần Phi lạnh lùng quét bọn họ một cái, những sâu mọt này, xem ra là thật đem vậy ngu đần tiểu tử làm cha ruột. Trên mình vậy cả người ra vậy không muốn, biết pháp phạm pháp. Mang đi. Vậy bụng bự xanh đồng phục nam giơ tay ngông cuồng nói đến. Mang đi, tại sao? Trần Phi nhàn nhạt hỏi. Tại sao, còn cần ta nói cho ngươi mà, trường hợp công cộng đánh người gây chuyện, ngươi còn hỏi ta tại sao? Ngươi trâu bò, vậy bụng bự xanh đồng phục nam cười lạnh nói. Trường hợp công cộng, xem ra ta được uốn nắn ngươi mà nói, đây là tiệm của ta, là chính ta tư nhân trường hợp, các người vô duyên chạy tới gây chuyện, còn lý luận. Trần Phi lại lần nữa cười lạnh nói. Ngươi nói gì, ngươi tiệm, ngươi nằm mơ đi. Vậy Trần Khang Nguyên ngây ngẩn, bụng bự xanh đồng phục nam vậy ngây ngẩn. Hai ngươi mới hắn đang nằm mơ chứ. Đây là chúng ta Thanh Trúc Dược Thiện phường đại cổ đông, thứ nhất cổ phần cầm người. Cao Nguyên nhảy ra cười lạnh nói. Cái gì, Trần Khang Nguyên sắc mặt chợt đổi một cái, kinh nghi nhìn Trần Phi, thằng nhóc này hắn. Ngươi, ngươi. Vậy bụng bự xanh đồng phục nam cũng có chút trợn tròn mắt, không nghĩ tới Trần Phi nói lại là thật, hắn là cái này Thanh Trúc Dược Thiện phường ông chủ lớn. Liền Cao Nguyên như vậy đầu rồng nhà giàu nhất đại thiếu, cũng xếp hạng hắn phía dưới. Vậy người này lại là thân phận gì, mới có thể ngăn trận Cao Thiếu, hơn nữa, hắn nhớ cái này Thanh Trúc Dược Thiện phường nhưng mà còn có một tỉnh ủy ây ủy đại công tử à. Trong nháy mắt, cái này bụng bự xanh đồng phục nam có chút tim đập rộn lên. Mập mạp chán toát ra mịn mồ hôi lạnh. Có thể vừa nghĩ tới việc đã đến nước này, hơn nữa bọn họ bây giờ nhưng mà là Trần Khang Nguyên Trần Thiếu làm việc, hơn nữa, đây là kinh đô, cũng không phải là địa phương lên những cái kia tỉnh phần, sợ cái giám à. Bụng bự xanh đồng phục nam cưỡng ép bỏ rơi mình bất an trong lòng, quát lên tiệm này là ngươi thì thế nào. Bây giờ ngươi đánh người, vậy chính là không đúng, theo chúng ta đi. Đi bót cảnh sát nói sau. Người con mắt kia thấy được ta đánh người, ta chẳng qua là tiện tay sửa chữa một chút một con chó, huống chi, các người thân phận gì, có tư cách bắt người.
dựa vào cái gì mang ta đi? Trần Phi cười lạnh nói. Ngươi nói gì? Vậy Trần Khang Nguyên nổi giận, cái này Trần Phi lại có thể còn nói hắn là con chó. Ngươi quản chúng ta thân phận gì? Ngươi tốt nhất phối hợp một chút, đàng hoàng bó tay chịu trói, nếu không, có ngươi đẹp mắt. Vậy bụng bự xanh đồng phục nam mắng. Các người dám, Cao Nguyên mặt đầy vẻ giận dữ đứng ở phía trước. Hừ, Cao Nguyên, đừng lấy là ngươi có tiền lão tử ngày hôm nay là có thể tính. Ta nói cho ngươi, đánh ta, coi như là ngươi, ngày hôm nay cũng đừng nghĩ chạy, bắt lại cho ta. Vậy Trần Khang Nguyên che một mặt tổn thương, cả người bừa bãi, hung tợn cười lạnh nói. Làm trò đùa, đây chính là kinh đô, quốc chi thủ đô, bố ngươi có tiền thì phải làm thế nào đây? Chọc ta Trần Khang Nguyên, còn không phải là chỉ có thể ngoan ngoãn đi ngồi xổm nhà tù, lấy vì ai cứu được ngươi? Phi, phi ca chúng ta, thấy tình cảnh này, vậy Trần San San có chút luống cuống, khiếp tiếng nói. Nàng vốn là người bình thường, kia gặp qua như vậy cảnh tượng, gặp đối phương như vậy phách lối, không chút kiêng kỵ, làm sao có thể không sợ. San San không có chuyện gì, yên tâm đi, phi ca hắn khẳng định có biện pháp. Ngược lại thì Apple trên mặt một chút hốt hoảng dấu hiệu cũng không có, cười an ủi Trần San San. Đừng nói nàng rất rõ sở phi ca thực lực, trong lòng đó là 10.000 cái yên tâm, 10.000 cái tin tưởng, liền trước khi nói, bọn họ ngồi chiếc kia tướng quân Audi. Có thể lái được tới cái loại đó xe phi ca, có thể ngay cả một đứa nhóc, cậu ấm đại thiếu cũng không thu thập được sao. Hắn có biện pháp, hi hi, người đẹp xem ra ngươi nghe hiểu được chúng ta hoa. Tốt lắm nói, như vậy đi, vậy đừng nói ta Trần Khang Nguyên Trần đại thiếu khi dễ người, người muốn thì nguyện ý và ta hi hi. Trong lòng đi làm vậy có ích cả người sức khỏe yêu làm chuyện, nói không chừng ta liền xem ở ngươi mặt mũi, thả bọn họ một con ngựa, người đẹp ngươi nói sao. Ha ha, ha ha ha. Trần Khang Nguyên khinh thường nhìn Trần Phi, lại mê gái hướng vậy Apple đùa giỡn với tới. Dẫn được một hồi chừng mắt nhìn nhau. Họ Trần, quản tốt ngươi miệng, nếu không đừng trách ta phế hắn. Cao Nguyên gặp Trần Khang Nguyên lại dám trêu đùa hắn tẩu tử, trên mặt hiện ra vẻ giận dữ, mắng. Trần Khang Nguyên mặt liền biến sắc, hừ lạnh nói, hừ. Cho mặt không biết xấu hổ đồ, cục trưởng Chu còn đứng ngây ở đó làm gì? Đem bọn họ cho ta mang đi à? Vậy bụng bự xanh đồng phục nam lập tức rất cẩu thối hạ lệnh, mắng, mang đi. Có thể nhưng vào lúc này, một vị cục y tế thành viên lảo đảo, thần sắc kinh hoàng tiểu chạy vào Chu, cục trưởng Chu, không xong. Hoảng sợ cái gì, không tốt cái dám à, không tốt. Tê, ngươi, các người là ai? Bụng bự xanh đồng phục nam không nhìn được phất phất tay, nhìn sang, có thể sau đó một khắc. Hắn nhưng trực tiếp là ngay tức thì thiếu chút nữa hù được ba hồn không có bảy phách, sụi lơ trên đất, thất thanh ngược lại hút lương khí đạo. Bởi vì theo vậy lão đảo tiểu chạy vào cục y tế thành viên sau lưng, liên tiếp vọt thần sắc lạnh lùng, giữa eo phồng phồng, thậm chí trực tiếp mang súng người liền lãnh khốc đi vào. T. Vừa thấy được những người đó, bên trong phòng riêng vô luận là Trần San San, Lưu Huy các loại, hoặc giả là vậy Trương Long, Cao Nguyên các loại. Thậm chí là Trần Khang Nguyên cùng cũng trực tiếp là sợ choáng váng. Mặt đầy thần sắc ngay tức thì trắng đi, khó tin nhìn đi vào những người đó. Muốn, phải biết đây chính là kinh đô, hơn nữa cái này Khải Toàn Đế Hạ vậy vẫn là kinh đô nổi danh náo nhiệt cửa hàng vòng, lượng người đi khổng lồ như vậy, có thể những người này trực tiếp mang súng liền vào, bọn họ đang nằm mơ sao? Vẫn là nói, những người này thật là điên rồi. Ngươi, các người là ai? Trần Khang Nguyên cả người giật mình, kinh hãi muốn chết nhìn những người đó, sắc mặt ảm đạm nhợt nhạt, hắn là người Trần gia, tự nhiên rõ ràng đẳng cấp gì ngành đặc biệt mới là có tư cách như vậy đường hoàng mang súng đã tới rồi. Những người này, đừng nói là hắn, sợ rằng liền hắn vậy thì nghi lão ba cũng kiêng kỵ, thậm chí đều sợ. Có thể bọn họ tại sao lại xuất hiện ở cái này à? Trần Khang Nguyên chân thực không nghĩ ra, cái này ngay tức thì, hắn thật là sắp điên rồi. Nhưng vào lúc này, vậy một nhóm kinh khủng người chính giữa, một vị rõ ràng giống như là người cầm đầu, trực tiếp là không thấy Trần Khang Nguyên vấn đề, vượt qua hắn, đi tới Trần Phi trước người, cung cung kính kính chào theo kiểu nhà binh, tổng giáo quan tốt. Loảng xoảng, có mấy cái phân cục y tế thành viên nguyên bản trong tay còn cầm cái gì hung khí, tỉ như côn gỗ tử, cái ghế, cái gạt tàn thuốc các loại. Nhưng bây giờ, những thứ đó, theo cái này người dẫn đầu một câu nói. Ngay tức thì loảng xoảng rơi trên mặt đất.
Rồi sau đó tất cả mọi người bọn họ trực tiếp là người đều đần đột, kinh hãi muốn chết nhìn lúc này đang vị trí bình tĩnh tọa Trần Phi. Tổng giáo quan. Tuy nói bọn họ cũng không biết cái này, tổng giáo quan, kết quả là chức vụ gì, nhưng vấn đề là, những người này nhưng mà dám ở nơi này khải toàn đế hạ cũng đường hoàng vác súng tới à. Loại người này, nếu không phải người điên, vậy bọn họ lai lịch, thân phận có bao kinh khủng, sợ rằng dùng cái mông nghĩ cũng có thể biết. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể như bây giờ ngưu xoa ngất trời một đám người, bọn họ người dẫn đầu, lại có thể sẽ như vậy cung kính hướng Trần Phi cái này một cái chừng 30 tuổi người chào quân lễ, gọi là tổng giáo quan, giống như là gặp được như nhau. Cái này hắn là có quỷ đi. Phi ca hắn. Thấy tình cảnh này vậy Trần San San cũng là cảm giác mình ngày hôm nay giống như là ở xem Hollywood siêu cấp mảng lớn như nhau, trợn mắt hốc mồm. Khó tin nhìn Trần Phi, lắp ba lắp bắp, căn bản không nói ra được lời gì. Những người này là quân đội chứ? Không đúng, phổ thông người của quân bộ sợ rằng cũng còn không dám như vậy. Đặc thù người của quân bộ, thấy Phi ca lại còn sẽ cung kính như thế chào quân lễ, gọi là tổng giáo quan, đây chính là có thể lái được tới chiếc kia tướng quân Audi người thân phận thật sự cùng năng lượng sao? Lưu Huy tự lẩm bẩm nửa ngày, chợt lắc đầu cười khổ cười. Thật may hắn trước không nghĩ ra cái gì, nếu không, bây giờ sợ rằng hắn thì thật là nghỉ ép à. 1 tỷ giá trị con người, tập đoàn lớn tổng giám đốc, hù dọa một chút người bình thường tạm được, đối với loại người này, đối phương sợ rằng phân phút là có thể để cho ngươi trung thực ngừng. Phản kháng chỗ trống cũng không có. Trần Phi khẽ gật đầu, theo tay chỉ vậy đã ngây người như phóng vệ sinh, phòng cháy chữa cháy, còn có Trần Khang Nguyên các người, trước đem bọn họ bắt lại. Người đầu lĩnh kia lập tức gật đầu lĩnh mệnh, xoay người hướng người mang tới lãnh khốc nói, tổng giáo quan hạ mạng, không có nghe gặp. Rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc. Phịch, phịch, phịch. Một cán súng trừ đen thui súng trực tiếp là bị lên nòng, sau đó hung hăng oán hận ở những người đó trên đầu, đàng hoàng một chút, hai tay giơ ở đỉnh đầu, đứng ở góc tường đi. Wow, ta được thiên. Hu, đừng bắt ta không phải là cố ý. Trần San San không nhịn được khoa trương kêu thành tiếng, bởi vì một màn này quá rung động, giống như là ở xem cái loại đó cảnh phỉ mảng lớn như nhau. Bất quá một giây kế tiếp, nàng nhưng chợt bừng tỉnh, mặt đẹp uổng công, bị giật mình, rất sợ những người đó đem nàng cũng cho dùng súng mắt chất lên. Bởi vì nàng bây giờ coi như là lại choáng váng đầu, lại mơ hồ, vậy khẳng định vẫn có thể phân biệt ra được, những cái kia súng, đều là thật chứ. Những người này không phải là thật muốn nổ súng đi. Đừng sợ, bọn họ nhưng mà nhân dân công bộc, họng súng chỉ hướng về phía người xấu, người nói là chứ. Trần Phi cười một tiếng, hướng người đầu lĩnh kia hỏi. Không tệ, chúng ta là nhân dân công bộc, họng súng chỉ sẽ đối với những thứ này con sâu làm sầu nồi canh, phạm sự mà người xấu, nữ sĩ ngươi không cần sợ hãi. Người đầu lĩnh kia cũng là giật mình, vội vàng gạt bỏ một nụ cười, nói. Dứt lời. Hắn lại một báng súng tiện tay đập vào vậy bụng bự xanh đồng phục nam trên đầu, đập hắn một đầu tràn đầy máu, cười lạnh nói, bất quá phải giống như là loại người này, coi như không như vậy buông lỏng. Ngồi xuống, không có nghe gặp, muốn ăn đậu phộng rang. Đừng bắn, chúng ta biết lỗi rồi, đừng bắn à, ngồi xổm góc tường, mau ngồi xổm góc tường. Vậy bụng bự xanh đồng phục nam đơn giản là bị sợ xón đái, ưỡn bụng bự trực tiếp là tốc độ ánh sáng ngồi xổm góc tường. Run lẩy bẩy. Ngươi, các người rốt cuộc là người nào? Sao, làm sao có thể ở nơi này nơi công chúng dùng súng? Cũng có người là hơi chấn định chút, tỉ như vậy phòng cháy chữa cháy lãnh đạo, tuy sắc mặt tái nhợt trắng, nhưng vẫn hỏi. Làm sao, không phục, muốn gọi điện thoại cho hắn, để cho hắn đánh. Trần Phi cười một tiếng, đầu lĩnh kia người trực tiếp là từ vậy trên người đem điện thoại mò ra, cười lạnh nói, gọi điện thoại. Đánh đi. Ngươi, các người cho ta chờ. Vậy phòng cháy chữa cháy dẫn đầu ánh mắt run rẩy, nhưng vẫn là hung hăng cắn răng một cái, vội vàng bấm hắn có thể tiếp xúc đến đẳng cấp cao nhất bọn họ phân cục, đội cứu hỏa đại đội trưởng, phân cục cục phó. Có thể tại kinh đô chỗ này phối hợp đến phân khu cục phó, đó cũng coi là rất châu xoa rất nghiêu xoa khả năng. Ít nhất là một phó sở trưởng, thậm chí chính sở. Này, tiểu hoàng à, làm gì? Ta cái này có chuyện gì đang bận đây? Điện thoại bên trong truyền ra một đạo người trung niên thanh âm. Cục,
cục trưởng ngươi có thể nhất định phải cứu ta à? Những người này quá kiêu ngạo, trong tay có súng. Cái này phòng cháy chữa cháy vội vàng chiến sừng sững tướng phóng thích chuyện nói một lần. Cái gì, bên đầu điện thoại kia, bộ kia cục giống như là bị giật mình, thật lâu không đáp lời. Hồi lâu sau, mới gặp hắn thật giống như nuốt nước miếng một cái, ngưng trọng nói, đưa điện thoại cho hắn. Ừ, vậy phòng cháy chữa cháy dẫn đầu như được đại xá, giống như là được gà mao lệnh tiễn vậy, lớn tiếng nói, cục chúng ta dài để cho ngươi nghe điện thoại. Này, người đầu lĩnh kia trực tiếp là tiện tay bóc điện thoại lên, không nhịn được hỏi, làm gì? Ngươi, ngươi tốt, ta là còn phân khu công an phân cục cục phó Dương Bân, mời hỏi các ngươi là. Điện thoại bên trong truyền tới bộ kia cục thận trọng thanh âm. Phi báo làm việc, làm sao, có vấn đề. Người dẫn đầu không nhịn được nói. Đúng như dự đoán, những người này nguyên lai là phi báo. Phi báo. Trong điện thoại bên ngoài, vậy còn phân khu công an phân cục cục phó Dương Bân, cùng với nguyên bản mềm trên đất Trần Khang Nguyên nghe vậy, ngay tức thì hai người cơ hồ là hai miệng đồng thanh. Hù được bọn họ hai người luôn miệng âm cũng có chút run rẩy, kinh hãi. Bọn họ một nguy hiểm là được an phận phân biệt cục cao đẳng cán bộ, một cái khác chính là Trần gia đại thiếu, lại làm sao có thể không biết gần đây vét sạch toàn bộ kinh đô ngành đặc biệt vòng, vinh bước lên chí tôn khủng bố ngành phi báo đâu. Nghe nói, đây chính là liền nội các chánh phủ cũng không quản được đặc quyền cơ cấu. Chỉ thuộc hạ cùng cao nhất quân đội, hơn nữa còn là thứ nhất lãnh đạo hoàn toàn lên tiếng bỏ quyền. Hôm nay cái này phi báo trình độ kinh khủng, nói khó nghe một chút, coi như là trong đó tùy tùy tiện tiện một vị thành viên chính thức chức cấp, sợ rằng cũng so hắn Dương Bân cái này phân khu phân cục cục phó cũng còn muốn tới được cao. Hắn Dương Bân dám có ý kiến. Những thứ khác? Không dám không dám, vậy nếu là không có chuyện gì ta bên này liền cúp trước, chân thực ngại quá, không biết là các người, xin lỗi, thật xin lỗi. Vậy phân cục cục phó Dương Bân một bên khắp trán đại hãn, một bên không chút do dự nói tốt tướng vậy điện thoại cho trực tiếp cúp. Làm trò đùa, phi báo làm việc hắn dám đi tham gia náo nhiệt. Ngại mệnh dài còn không sai biệt lắm. Này, các người cục trưởng cúp điện thoại, còn có ai, tiếp tục đánh chứ? Phi báo người dẫn đầu tùy ý cười cười khấu trừ trừ lỗ tai, tướng vậy điện thoại ném cho phòng cháy chữa cháy dẫn đầu, cười lạnh nói. Cục trưởng à. Sách vậy đã cắt đứt điện thoại, phòng cháy chữa cháy dẫn đầu đầu đầy mồ hôi, kêu nửa ngày càng nhỏ tiếng, đến cuối cùng, người đều đần độn. Hắn cũng không phải ngu si, có thể để cho hắn có thể tiếp xúc tới cao nhất cực điểm nhân vật lớn, phân cục cục phó đều như vậy như sợ hãi bỏ cả vậy cúp điện thoại, không để ý chút nào hắn còn có giống vậy cũng ở đây Trần Khang Nguyên Trần Thiếu, những người này lai lịch có bao kinh khủng, thật là khó có thể tưởng tượng à. Nghĩ đến đây. Hắn hãy cùng là cả người từ trong nước bị vớt lên như nhau, cả người ướt đẫm, mềm ngồi dưới đất, cặp mắt vô thần, bởi vì hắn biết, chọc tới kinh khủng như vậy nhân vật lớn, hắn cái này nửa đời sau, chỉ sợ là thật xong rồi à. Thấy tình cảnh này, cho dù là trong lòng đã có chút chuẩn bị Lưu Huy, Trần San San hai người, lúc này cũng là không nhịn được khoa trương trưởng thành miệng, cặp mắt rung động, thật lâu không lời chống đỡ, không nói ra lời. Bởi vì thẳng đến lúc này, bọn họ tựa hồ mới thật sự cảm nhận được, Trần Phi điều này có thể mở tướng quân Audi người, có năng lượng là có bao nhiêu dọa người, kinh khủng dường nào. Phi ca, phi báo là cái gì? Ngược lại thì Apple cho dù là thấy Trần Phi châu bò nữ xoa, cũng không cảm giác được có cái gì kỳ quái. Thấy tình cảnh này, nàng không khỏi tò mò hỏi. Trước là ta quê quán ngành đặc biệt nhằm vào, quản lý chúng ta hoa hạ cổ võ giả theo người tu luyện. Sau đó phi báo thăng chức đến nơi này kinh đô tới, thay thế nguyên bản quốc an tổ vị trí. Trần Phi cười giải thích. Vậy ngươi đâu, tổng giáo quan vậy là cái gì? Apple còn chưa hài lòng Trần Phi trả lời, nhỏ giọng hiếu kỳ nói. Nhất thời, vậy Lưu Huy cùng với Trần San San cũng dựng lỗ tai lên. Bọn họ vậy thật là tò mò vấn đề này. Cái gì phi báo, quốc an tổ, cổ võ giả, người tu luyện cũng cách bọn họ quá xa. Nhưng Trần Phi người này quả thật chân thực ở trước mặt bọn họ. Cho nên bọn họ thật là tò mò, cái này tổng giáo quan, kết quả là vị trí nào? Châu bò như vậy sao? Có thể gọi tới những thứ này nghe liền người rất lợi hại. Ta à, Trần Phi cười một tiếng, còn là nói ra, người có thể như thế hiểu. Tất cả phi báo người, đều là tiểu đệ ta. Giải,
giải đồ chơi. Lưu Huy, Trần San San trước sững sốt một chút, rồi sau đó nhìn lẫn nhau, trực tiếp là trợn tròn mắt. Cái gì, tiểu đệ? Apple nghe vậy cũng là ngẩn người, chớp mắt đẹp lộ ra tự hào nụ cười, mềm môi nhẹ di chuyển, hướng về phía Trần Phi gương mặt chính là, ba, một chút hôn một cái tới, lúc này mới vẻ mặt tươi cười nói. Ta cũng biết phi ca ngươi lợi hại nhất. Không lợi hại làm sao có thể đem các người những thứ này tiểu yêu tinh hấp dẫn đến yêu ta ư. Trần Phi cũng là, hiếm thấy, đắc ý sắp xếp so, cười hắc hắc nói. Các người, Apple ngẩn người, mắt đẹp hiện ra ánh sáng nhàn nhạt thải, rồi sau đó liền gặp hắn nhoẻn miệng cười, bĩu môi, đưa tay ở đó Trần Phi ngang hông bóp nặn, gắt giọng, phi ca, vậy ngươi chuẩn bị lúc nào đem tỷ tỷ giới thiệu cho ta biết à? Ngạch, Trần Phi sắc mặt sững sốt một chút. Lúc này mới phát hiện mình vừa vặn giống như nói lỡ miệng, không khỏi dè đặt nhìn một cái Apple, nói xin lỗi Apple, đúng không? Bất quá hắn câu này nói xin lỗi cũng còn chưa nói hết, một cái tay nhỏ liền đặt ở hắn ngoài miệng. Apple hướng hắn lắc đầu cười ngọt ngào một tiếng, nói, phi ca không quan trọng. Còn nữa, nếu không trước đem những người này xử lý chứ? Trần Phi hơi ngẩn ra, lúc này mới phát hiện mới vừa rồi vậy ba thức ăn cho chó thật giống như là rất nhiều người nhìn đâu. Không nhịn được lão mặt đỏ lên, phất tay một cái nói, đem bọn họ mang đi, thật tốt cha một chút, chỉ cần là dưới mông không sạch sẽ toàn ném trong tủ đang đóng nói sau. Ngoài ra vẫn là cùng vệ sinh, công an người nói một chút đi. Tổng giáo quan, vậy phi báo người dẫn đầu gật đầu một cái, vung tay lên một cái, nói tổng giáo quan ra lệnh, toàn mang đi. Đứng lên, đi, đừng lằng nhằng, đi mau. Những cái kia phi báo thành viên vội vàng lĩnh mệnh, giống như là đuổi con vịt như nhau muốn đem những người đó mang đi. Không, không muốn à, ta là người Trần gia, ba ta là Trần Trấn Quốc, các người dám bắt ta. Thả ta, mau thả ta. Thấy tình cảnh này vậy Trần Khang Nguyên mặt cũng liếc, sắc lệ nội cha hét lớn. Trần Trấn Quốc, ngươi lấy là hắn là Trần Trấn Quân, nhanh nhẹn điểm, đi nhanh một chút. Vậy phi báo người dẫn đầu cười lạnh cười, Trần Trấn Quốc. Phó bộ, nếu là lúc trước, bọn họ phi báo còn không dám không cho hạng nhân vật này mặt mũi, nhưng bây giờ. Ha ha, từ bọn họ tổng giáo quan chiết Giang Thúy Hồ vậy kinh thiên đánh một trận, đừng nói là phó bộ, chỉ cần một khi là mở miệng, chính bộ cũng được đàng hoàng ngừng. Một là bởi vì là thật lực, không thể địch nổi, hai là bởi vì là thủ trưởng số một đã hoàn toàn cho bọn họ bỏ quyền. Bọn họ phi báo, hôm nay giống như là Minh Triều Cẩm Y vệ. Hơn nữa còn là cái loại đó, một chữ sóng vai vương, cũng dám tiền trảm hậu tấu cái loại đó, có thể không nghiêu bức. Một mình ngươi Trần Trấn Quốc nhằm nhò gì à? Đợi một chút, có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi đột nhiên mở miệng để cho bọn họ đợi một chút. Sau đó tất cả mọi người đều phát hiện, Trần Phi sắc mặt có chút khó coi. Ừ, Phi báo mọi người ngẩn người, đè người dừng lại. Phi ca ngươi thế nào? Gặp Trần Phi sắc mặt đột nhiên có chút không tốt lắm xem, Apple cau mày hỏi. Không có sao, và các người không quan hệ, chính là đột nhiên nghĩ tới một ít phiền lòng sự việc. Trần Phi đưa tay tướng vậy Apple ôm vào trong ngực, bình tĩnh nói. Lãnh đạm ánh mắt, lại là rơi xuống vậy mặt tái nhợt Trần Khang Nguyên trên mặt, người mới vừa nói, ba ngươi là Trần Trấn Quốc. Cái nào Trần Trấn Quốc? Đúng đúng đúng, ba ta nhưng mà Trần Trấn Quốc, còn có thể có nào cái? Chúng ta Trần gia, hôm nay ngồi cao ở giám sát bộ phó bộ vị trí Trần Trấn Quốc. Ta nói cho ngươi, thả ta, ngày hôm nay chuyện này còn có thể cứ tính như vậy, nếu không, nếu là ba ta biết ngươi lại dám lạm dụng chức quyền bắt ta, chắc chắn sẽ không phát qua ngươi, hiểu. Vậy Trần Khang Nguyên còn lấy là Trần Phi là sợ, lập tức miệng cùng một súng liên thanh tựa như được, trận uy hiếp, kêu to đại náo nói. Phịch, có thể tiếp theo. Một súng đem trực tiếp là từ vậy phi báo người dẫn đầu hung hăng đập vào vậy Trần Khang Nguyên trên đầu. Phi báo người dẫn đầu cười lạnh nói, chúng ta tổng giáo quan biết sợ Trần Trấn Quốc. Ngươi tin không tin, ta bây giờ là có thể đi đem hắn chụp tới, đàng hoàng một chút. Phịch! À, không nên đánh, ta sai rồi, đừng đánh. Lại một bá súng đập vậy Trần Khang Nguyên ai u kêu to lên, đầu đầy là máu, trên đất thẳng lăn lộn. Thảm không được. Thấy tình cảnh này. Trần Phi đột nhiên có chút ý chí lan san đứng lên. Liền phế vật này, Trần Trấn Quốc nhi tử sao? Bất quá là cùng lão già kia thật xứng à? Được rồi mang đi đi. Thuận tiện ở cho Trần Trấn Quốc gọi điện thoại,
liền nói phế vật này để cho ta bắt lại, nếu là không phục, để cho hắn trực tiếp tới tìm ta. Ta ở nơi này kinh đô cùng hắn một đêm, Trần Phi ý chí lan san đạo phất tay nói. Phi báo người dẫn đầu kinh ngạc nhìn một cái Trần Phi, tựa hồ phát giác Trần Phi tâm trạng có chút không đúng lắm, nhưng hắn vậy không dám hỏi, xoay người mang vậy một đống tên xui xẻo liền đi. Tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Phi ca ngươi không có sao chứ? Nếu không buổi tối chúng ta lại đi ca hát một chút, ăn một chút bữa ăn khuya. Vậy Trần Khang Nguyên chính là một đống, chứ bị loại nào phế vật phá hủy tâm tình. Ngược lại thì Cao Nguyên lá gan thật lớn, gặp Trần Phi tâm trạng đột nhiên có chút không đúng, lên để an ủi nói. Đúng vậy, Trần Phi lâu như vậy bạn học cũ không gặp, chờ lát nữa buổi tối vẫn là cùng đi uống một ly. Trương Long cũng là đi lên nói. Đúng vậy, vừa vặn tối nay chúng ta lại biết giám đốc Trương, giám đốc Cao, mọi người cùng nhau nữa vui đùa một chút chứ. Vừa vặn cái này Khải Toàn Đế Hạ thì có một cây TV, ngày thường ta theo Lưu Huy còn có Apple các bạn học thường xuyên đi. Phi ca ngươi có thể không thể cự tuyệt nha. Trần San San cũng là con ngươi vòng vo chuyển, tiến lên làm nũng nói. Hây, đi thì đi thôi, Trương Long ngươi không quên năm đó ta nhưng mà trong lớp thứ nhất mạch phách chứ. Chờ lát nữa để cho ngươi thật tốt kiến thức một chút, ca nhiều năm như vậy, thực lực nhưng mà một chút xíu đều không lùi bước. Trần Phi trong lòng ấm áp, cũng là đem vậy nho nhỏ buồn rầu vứt đi, cười lớn, nói. Ngươi, được rồi, thứ nhất Lạc Giọng Vương còn không sai biệt lắm, ta cũng lười được chê ngươi. Trương Long một mặt chê, nhưng vẫn là cười lên. Một hồi ăn ngốn nghiến sau đó, Trần Phi hẹn xong Apple, Lưu Huy, Trương Long các người tiếp tục KTV không để ra. Bên kia, gần phân nửa phi báo cũng đã là nhanh chóng vận chuyển. Không phải hắn, dẫu sao chuyện này nhưng mà dính líu tới bọn họ tổng giáo quan, hơn nữa Trần gia vậy còn ở bên trong xung làm mặt trái nhân vật, nếu không phải coi trọng một chút, kia nói được. Kinh đô, phi báo tạm thời ba chi nhánh lớn một trong. Ngươi, các người mau thả ta, các người không quyền lực tống giam ta, ba ta là Trần Chấn Quốc, giám sát bộ phó bộ trưởng, ta muốn gặp ba ta. Ngươi, các người mau thả ta, các người không quyền lực tống giam ta, ba ta là Trần Chấn Quốc, giám sát bộ phó bộ trưởng, ta muốn gặp ba ta. Một gian đen thui phòng thẩm vấn bên trong, Trần Khang Nguyên sắc mặt tái nhợt vừa sợ chỉ, tức giận hướng về phía người gầm thét, uy hiếp. Ở trước mặt hắn, là vậy tướng hắn mang đi phi báo dẫn đầu. Một cái treo có cấp chính sở tiểu đội trưởng. Không có quyền lợi, là ngươi cái này Trần Chấn Quốc nhi tử rốt nát. Vẫn là xem thường chúng ta phi báo. Vậy phi báo dẫn đầu tiểu đội trưởng nhún vai một cái, cười lạnh nói. Lại quay đầu hỏi người phía sau, phi ưng đâu? Còn chưa tới. Đội trưởng phi ưng lập tức tới ngay. Trước cho hắn gọi điện thoại được thời điểm hắn vẫn còn ở bốn vòng quanh bên ngoài. Một người phi báo thành viên nói. Chỉ chốc lát sau, một vị mặt đầy nhuệ khí tóc vàng người trung niên long hành hổ bộ đi vào phòng thẩm vấn. Đội trưởng. Hắn hướng dẫn đầu tiểu đội trưởng kêu một tiếng, mới ánh mắt âm lãnh rơi xuống Trần Khang Nguyên trên mình, khinh thường nói chính là thằng nhóc này dám tìm tổng giáo quan phiền toái. Chán sống chứ? Được rồi, đem giám sát bộ còn có trung kỳ ủy đồng chí cũng gọi đi vào. Thằng nhóc này dẫu sao là Trần Chấn Quốc nhi tử, cho nên không thể đối với hắn chọn lựa bất kỳ ép cung thủ đoạn, bất quá. Ha ha, vậy phi báo người dẫn đầu cười một tiếng, cười lạnh nói, phi ưng. Thằng nhóc này dựa vào ngươi. Bọn họ phi báo mặc dù không sợ Trần Chấn Quốc, thậm chí liền Trần gia cũng không sợ, nhưng dẫu sao Trần Chấn Quốc, Trần gia thân phận vẫn là có chút đặc thù, cho nên có thể bớt chút phiền toái, vậy khẳng định là tận lực bớt chút phiền toái tốt nhất. Đội trưởng ngươi hãy yên tâm, đây chính là ta sở trường. Vậy phi ưng tự tin cười một tiếng, thương hại nhìn Trần Khang Nguyên. Ngươi, các người muốn đối với ta làm gì? Mau thả ta. Ba ta là Trần Khang Nguyên. Gặp phi ưng cái này thương hại nụ cười, vậy Trần Khang Nguyên lại là sợ hãi đứng lên, run rẩy, sắc lệ nội cha hét. Kim đội trưởng. Nhưng vào lúc này, bốn năm vị ăn mặc tây phục, bí bộ dáng người trung niên nối đuôi tiến vào phòng thẩm vấn. Tất cả tương lai, phi ưng tiểu đội trưởng xông lên bọn họ và thiện cười một tiếng, mới lại nói, tổng đội trưởng ra lệnh, cho nên xin mọi người tới làm chứng. Làm phiền à. Tổng đội trưởng. Vừa nghe phi ưng tiểu đội trưởng lời này, vậy bốn năm người cho dù là thân phận đặc thù, chuyện này cũng là câu cũng cả người lẫm liền lẫm, hoảng vội vàng lắc đầu cười nói, nơi nào,
Trừng ác dương thiện, đây chính là chúng ta bản chức công tác. Trịnh thúc thúc, là ta à, ta là Khang Nguyên, Trịnh thúc thúc mau cứu ta. Có thể nhưng vào lúc này vậy Trần Khang Nguyên giống như là gặp được cái gì cứu tinh, kích động giống to. Cùng lúc đó, vậy bốn trong năm người hắn một vị trong đó, một vị hạt phát đầu đinh sát người trung niên hơi biến sắc mặt một chút đổi. Có thể hắn lại không tiếp lời. Trịnh chủ nhiệm, biết, phi báo người dẫn đầu hướng vậy phát đầu đinh sát người trung niên cười nói. Trần phó bộ trưởng nhận nhi tử, không qua cửa hệ vậy, vậy trịnh chủ nhiệm vội vàng lắc đầu một cái, phủi sạch liền liên quan. Hắn là giám sát bộ người, có thể biết cái này Trần Khang Nguyên, vậy không kỳ quái. Vậy thì tốt, phi báo người dẫn đầu cười một tiếng, hướng phi ưng nói, tốt lắm, phi ưng, bắt đầu đi. Ừ, vậy phi ưng cười lạnh đi về phía mặt đầy sợ hãi cùng kinh hãi Trần Khang Nguyên. Ngươi muốn làm gì? Chỉ gặp vậy phi ưng một đôi tròng mắt dần dần trở nên có chút sắc thái quỷ dị, một khắc sau, cho dù là cũng không phải lần thứ nhất thấy như vậy cảnh tượng, vậy giám sát bộ, người của kỷ ủy vậy vẫn là khóe mắt co giật cả người run rẩy. Bởi vì lúc này, theo phi ưng mang tâm lý ám chỉ, cùng với dẫn dắt tính đặt câu hỏi sau đó, mặt đầy mộc xứng sở Trần Khang Nguyên lại là tướng hắn những năm này phạm vào tất cả mọi chuyện toàn dặn dò đi ra, trong đó bọc nửa năm trước kinh đô đại học một vị trẻ tuổi mạo mỹ nữ sinh, không giải thích được nhảy lầu chết, một năm kỳ một nhà cỡ nhỏ xí nghiệp không giải thích được lửa cháy, chết mấy chục người, một cái lớn hạng mục, hắn thu không nên thu tiền, mượn dùng Trần Trấn Quốc cùng với Trần ra mặt mũi. Khai thông quan hệ, đưa đến một ít vật liệu không qua cửa, cuối cùng gây thành liền đại họa. Đồ xúc sinh. Trần Khang Nguyên phạm vào chuyện còn không có giao phó xong, một vị trong đó đầu đầy chỉ bạc trung kỷ ủy lão đồng chí liền không nhịn được cắn răng nghiến lợi, trán gân xanh nổi lên nổi giận mắng, loại người cặn bã này đến lượt đưa mấy viên đậu phộng rang cho hắn nếm thử một chút, đồ chơi gì? Cái này Trần Trấn Quốc thật đúng là thu nuôi một cái tốt nhi tử à. Hắn lý lịch rất già, thậm chí chức cấp cũng không tại Trần Trấn Quốc dưới, hơn nữa bản thân cũng là trung kỷ ủy, mà không phải là giám sát bộ, dám như thế mắng Trần Trấn Quốc, cũng là bình thường. Mà những người khác, chuyện này cũng là một mặt xanh mét nhìn Trần Khang Nguyên, yên tĩnh một mảnh, thật lâu không có ai mở miệng nói chuyện. Cuối cùng, vẫn là dần dần tỉnh lại Trần Khang Nguyên kinh khủng, mình phá vỡ yên lặng. Ngươi, các người mới vừa rồi đối với ta làm cái gì? Trần Khang Nguyên sắc mặt trắng bệch nhìn phi ưng các người, bởi vì hắn phát hiện, vào giờ phút này, cơ hồ tất cả mọi người nhìn về hắn ánh mắt đều mang lạnh lùng, thậm chí mang lửa giận. Phịch! Người cặn bã! Vậy đầu đầy chỉ bạc trung kỷ ủy lão đồng chí trực tiếp là một cước, hung hăng tướng vậy Trần Khang Nguyên đạp phải trên đất. Phát tiết xong sau đó, hắn mới mặt đầy nghiêm túc nhìn phi báo dẫn đầu, nói Kim đội trưởng, may mà các người, nếu không cũng không biết sẽ nhường ung thư tiếp tục gieo họa xã hội bao lâu. Các người yên tâm, chuyện này còn chưa xong, ta bây giờ lập tức trở về chỉnh bị tư liệu, cầm đi cho chủ nhiệm còn có ghi lỗi hạng mục. Nghe vậy, vậy một bên giám sát bộ chính chủ nhiệm ánh mắt hơi run lên, không nhịn được khẽ thở dài một tiếng, nói, xem ra lần này Trấn Quốc là bị người này cặn bã tiểu tử hoàn toàn làm liên lụy. Ai, nên, phải biết Trần Trấn Quốc dưới mông vị trí đây chính là giám sát bộ phó bộ, đặc biệt kỷ luật, kiểm tra kỷ luật, nhưng còn bây giờ thì sao? Bây giờ liền mình nhi tử cũng quản không tốt, phạm xuống đắc tội đủ để bắn chết 4-5 lần, không nói phía trên làm sao xem, hắn mình còn có mặt kia làm vị trí kia lên sao? Có thể tới bọn họ bước này đều là nhân tinh, như đi trên băng tới đây, tự nhiên biết dưới tình huống này, trừ phi là thần tiên hạ phàm, nếu không, cái này Trần Trấn Quốc nửa đời sau sĩ đồ chỉ sợ là không vui. Cho dù có, muốn lên đi, đó cũng là khó khăn sao? Mang đi, trước làm đi vào trong tù nhốt mấy ngày, cùng sự việc toàn bộ bụi bẩm rơi xuống đất, rồi trực tiếp làm đi tòa án. Nhưng vào lúc này, vậy phi báo dẫn đầu tiểu đội trưởng vung tay lên, nói. Không, không, các người không tư cách bắt ta là người Trần gia, ba ta là Trần Trấn Quốc à. Giám sát bộ phó bộ, các người điên rồi sao? Trần Khang Nguyên hoàn toàn sợ, hốt hoảng hét. Giám sát bộ phó bộ, ngại quá, người mới vừa rồi giao ra những thứ này. Sợ rằng ngươi vậy giám sát bộ phó bộ lão thân phụ, vậy được bị chúng ta gọi tới hỏi một chút bảo. Nếu là hắn cũng có vấn đề, vừa vặn, các người hai phụ tử cùng đi trong tù ngồi. Phi báo dẫn đầu tiểu đội trưởng cười lạnh nói. Ngươi nói bậy,
các người có cái gì tư cách bắt bà ta? Hắn nhưng mà người Trần gia, hắn nhưng mà phó bộ trưởng. Trần Khang Nguyên cả người chấn động một cái, một mặt dữ tợn kêu lên. Có cái gì tư cách, không chả là bởi vì là ngươi sao? Ha ha, mang đi. Phi báo dẫn đầu tiểu đội trưởng cười lạnh một tiếng, nói. Bởi vì ta, Trần Khang Nguyên giống như điên nắm đầu mình phát, mặt đầy thống khổ, một lát sau, hắn đột nhiên cả người run lên, ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm phi báo dẫn đầu tiểu đội trưởng, là bởi vì là vậy Thanh Trúc Dược Thiện phường lão bản. Coi như là, cũng không tính là, từ ngươi phạm xuống những chuyện kia mà bắt đầu, ngươi lấy là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, những lời này là giả. Coi như chúng ta tổng giáo quan không đến quản ngươi, những người khác, vậy như thường sẽ có bắt ngươi một ngày, hiểu không, tiểu súc sinh. Phi báo dẫn đầu tiểu đội trưởng cười lạnh ném xuống một câu nói như vậy, xoay người rời đi. Lần này hỏi lên nhiều như vậy dính dấp to lớn sự việc, cho dù là hắn, vậy thật tốt hảo chỉnh chuẩn bị chỉnh bị. Ừ xem ra được cho Trần gia vị kia Trần Chấn Quân bộ trưởng gọi điện thoại. Đêm đã khuya, kinh đô gia chủ Trần gia bên trong phòng, Trần Chấn Quân đang yên lặng nhìn một ít kiện. Sắc sắc đột nhiên, trong tay hắn đang viết viết vẽ vẽ một chút bút gập lại, lại có thể cắt đứt. Trần Chấn Quân một chút lạnh, thật lâu không nói. Đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải cảm giác như vậy tâm thần không yên? Trần Chấn Quân tự lẩm bẩm. Chỉ cảm thấy tim không giải thích được có chút khó chịu, ngực cũng là rất kỳ quái thở hổn hển rất khó khăn cái loại đó, để cho hắn có chút không biết phát sinh cái gì. Gia chủ, phi báo kim đội trưởng, trung kỳ ủy nguyên đồng chí, còn có giám sát bộ trịnh chủ nhiệm tới, bọn họ bây giờ đang ở bên ngoài, ngài xem. Đột nhiên, một người hoang mang rối loạn đẩy cửa ra đi vào. Là bọn họ Trần gia quản gia, chỉ gặp hắn lúc này mặt đầy hoảng loạn nói. Phi báo. Trung kỷ ủy, giám sát bộ, Trần Chấn Quân lòng mãnh run một cái, sắc mặt lập tức là đổi được ngưng túc đứng lên. Những người này đến bọn họ Trần gia tới làm gì? Chẳng lẽ, mới vừa rồi vậy cảm giác bất an chính là? Tuy nói bọn họ Trần gia ở nơi này kinh đô cũng coi là nhà giàu có đỉnh tộc, có thể bất kể như thế nào nhà giàu có, như thế nào cường thịnh, bị phi báo, trung kỷ ủy, giám sát bộ cái này ba cái, lớn đao đao phủ thủ, liên hiệp cùng nhau tìm tới cửa. Ai có thể không hoảng hốt? Cho dù là hắn Trần Chấn Quân, bây giờ nào đó bộ bộ trưởng, hiện vào lúc này cũng đã là suất mồ hôi chán. Bởi vì hắn rất rõ ràng, những người đó có thể tuyệt đối là vô sự không lên điện tam bảo. Hơn nữa, vẫn là cái loại đó rất gay gâu rất hỏng bét chuyện, mới có thể như vậy liên hiệp cùng nhau, đến bọn họ Trần ra tới. Hô, chuẩn bị trà, ta đi ra ngoài xem. Trần Chấn Quân thở một hơi thật dài. Sửa lại một chút áo choàng dài, đứng dậy, miễn cưỡng nặn ra nhàn nhạt chấn định hướng vậy phòng đi ra ngoài. Phòng bên ngoài, Trần gia nhà sang trọng phòng khách, phi báo kim đội trưởng, trung kỷ ủy một vị phòng ban chủ nhiệm, còn có vậy giám sát bộ trịnh nhớ đang mỗi người ngồi ở một cái ghế salon lên im lặng không nói. Lúc này, Trần Chấn Quân xuất hiện ở phòng khách cửa vào, bọn họ mới đồng loạt cùng kêu lên, nói. Trần bộ trưởng, A Tuấn dâng trà. Các vị trễ như vậy đến chúng ta Trần gia tới, là vì... Trần Chấn Quân một bên chào hỏi lên xe, một bên mặt đầy nghi ngờ nói. Trước mắt tới xem, đối phương thái độ cũng không có tưởng tượng như vậy tồi tệ, vậy hẳn là còn không phải là tới nhằm vào bọn họ Trần gia. Có thể đã trễ thế này còn như vậy dắt tay nhau đến cửa, lớn như vậy chiến trận, lại là vì cái gì đâu. Trung kỷ ủy vị kia nguyên bạn học, vốn tên là Nguyên Đức mới vừa. Coi như là theo Trần Chấn Quân bọn họ một bối phận, thậm chí còn hơi muốn lão một chút người. Hơn nữa những thứ này tới đây, chuyện ra có nguyên nhân, cho nên hắn, tuy chỉ là một, chủ nhiệm, nhưng vẫn chủ động dẫn đầu đứng dậy, đưa ra một quyển kiện túi. Trần Bộ trưởng, xin lỗi, nguyên bản chúng ta cũng không muốn trễ như vậy tới, chẳng qua là, vẫn là chuyện ra có nguyên nhân à. Cái này đồ vật bên trong, người trước xem. Vậy Nguyên Đức mới vừa tướng kiện túi đưa cho Trần Chấn Quân. Đây là, Trần Chấn Quân theo bản năng ngẩn người, tướng vậy kiện túi nhận được trong tay, rồi sau đó trong lòng của hắn trước vậy cảm giác bất an cũng là càng ngày càng đậm hơn. Một ít không đẹp mắt đồ, bất quá lần này chuyện này và chúng ta ở Tổng giáo quan có chút quan hệ, cho nên Trần Bộ trưởng ngài, vẫn là xem một chút đi. Một bên, vậy phi báo dẫn đầu tiểu đội trưởng chậm rãi nói. Tổng giáo quan, Trần Phi, Trần Chấn Quân không nhịn được cả người chấn động một cái.
ánh mắt, ngay tức thì đổi được ngưng túc liền rất nhiều. Phải biết hắn nhưng mà bộ trưởng, quyền hạn cực lớn, cho nên đối với trước vậy oanh động toàn bộ Hoa Hạ cao tầng sự việc dĩ nhiên là một chút cũng sẽ không xa lạ. Hiện nay Trần Phi, tuy đã từng có bọn họ lão Trần ra một tia máu, nhưng bây giờ cũng đã là vượt loài người khủng bố tồn tại. Vậy chờ tồn tại, nói khó nghe chút, liền hắn Trần Chấn Quân bây giờ cũng chỉ có thể ngửa mặt trông lên, thậm chí căn bản cũng xem không thấy hắn bóng dáng. Huống chi, Trần Phi vẫn là con trai hắn ân nhân cứu mạng, hơn nữa bây giờ Trần Phi chức cấp thật giống như so hắn bộ này dài, cũng còn muốn khoa trương hơn một ít, cho nên bây giờ vàng này đội trưởng vừa nhắc tới Trần Phi, Trần Chấn Quân cũng là lập tức coi trọng. Ta biết, các vị chờ một chút, ta bây giờ xem. Trần Chấn Quân tướng vậy kiện túi nhận lấy, mở ra, ngay trước mặt mọi người hơi thấp đầu lật nhìn một hồi. Nhưng mà ước chừng chẳng qua là không tới chốc lát thời gian, Trần Chấn Quân trên mặt thần sắc cũng đã là có chút âm trầm. Một khắc sau, hắn thần sắc run một cái, trực tiếp là tướng vậy kiện túi bót một tiếng đập ở trên bàn, giận giận đùng đùng nói, đồ khốn. Hiển nhiên, vậy kiện trong túi ghi chép tất cả đều là Trần Khang Nguyên những năm gần đây, dựa vào bọn họ Trần gia danh tiếng, làm chuyện gian dâm các loại chứng cớ. Hơn nữa tình tiết chi nghiêm trọng, thật là làm người ta căm giận, tức giận ngất trời. Phải biết bọn họ Trần gia tuy nói là cái này kinh đô hiển hách cường thịnh nhà giàu có, nhưng vô luận như thế nào, bọn họ cũng là làm người tên làm việc, nhất là giống như hắn loại này thế hệ trước, vốn là đức hạnh vậy rất chính trực người, lại là không ưa loại này người phạm tội. Bởi vì đây không chỉ là ở mai táng mình tiền đồ, hơn nữa, treo bọn họ Trần gia tên chữ, đó cũng là đang cho hắn cửa Trần gia bôi đen à. Huống chi, bây giờ chuyện này còn theo Trần Phi thằng nhóc kia có quan hệ. Đợi một chút, Trần Phi. Trần Chấn Quân ánh mắt chấn động mạnh một cái. Đây là ta biết, bất quá, Trần Phi Trần Tổng Giáo quan bên kia là ý gì? Hắn ánh mắt lóe lên nhìn phi báo tiểu đội trưởng, hỏi. Chúng ta tổng đội trưởng ý nghĩa, bây giờ người hắn bắt đi, nếu là Trần Chấn Quốc phó bộ trưởng không phục, có thể trực tiếp đi tìm hắn. Tối nay, hắn sẽ tại kinh đô cùng hắn một đêm. Vị kia phi báo kim đội trưởng tướng Trần Phi ý nghĩa truyền đạt. Ngạch, Trần Chấn Quân sắc mặt đổi một cái, miệng dương ra nửa ngày, nhưng cũng không biết nên nói cái gì. Ai, sau một lúc lâu, gặp hắn lắc đầu than thở một tiếng, hỏi thay ta cảm ơn Trần Phi Trần Tổng Giáo quan bên kia, còn có chư vị, nếu không phải là có các vị ở đây, chúng ta Trần gia mấy thập niên này truyền xuống danh dự, sẽ bị những thứ hỗn chướng này bại xấu xa không có. Trần Bộ trưởng nói quá lời, người phía dưới loạn làm, người cũng không khả năng mọi chuyện hỏi tới. Bất quá Trần Phó Bộ trưởng bên kia, liền muốn làm phiền ngài cây sẽ một tiếng. Một bên, vậy Nguyên Đức mới vừa chủ nhiệm lắc đầu nói. Cây sẽ hắn sao? Trần Chấn Quân nghe vậy chân mày khẽ nhíu một cái, ngay sau đó lộ ra một nụ cười khổ nói. Nguyên chủ nhiệm, trước người quang minh chính đại không nói tiếng lóng, Trần Quốc lúc này mới vừa ngồi lên giám sát bộ phó bộ vị trí, bây giờ chuyện này, là muốn đánh coi là tra cứu sao? Vậy Nguyên Đức mới vừa chủ nhiệm nói lời mặc dù mịt mờ, có thể hắn Trần Chấn Quân ở nơi này trong cái bình lớn lăn lộn nhiều năm như vậy, sao có thể nghe không hiểu đối phương có ý gì. Chuyện này nếu không phải không dự định tra cứu, làm sao để cho hắn cây sẽ một chút Trần Chấn Quốc. Loại chuyện này mà, hắn vậy con nuôi xảy ra chuyện, hắn rõ ràng cho thấy hẳn tránh hiểm nghi mới đúng a. Trần Bộ trưởng, tra cứu lời này ta không dám nói, dẫu sao ta chức vị ở nơi này. Nhưng là ta từ đầu đến cuối cho rằng, là người phụ mẫu quan, ít nhất được có một cái gương sáng tác dụng, nếu không, vì sao kẻ dưới phục tùng. Vậy Nguyên Đức mới vừa mặc dù chức cấp kém Trần Chấn Quân hai cấp, nhưng là cái người thật thà, nhận nghiêm túc chân đạo. Cái này, là, không sai, Trần Chấn Quân há miệng, cuối cùng vẫn lắc đầu xác nhận đối phương nói không sai. Như Trần Chấn Quốc là ở những ngành khác, chuyện này lấy bọn họ Trần ra năng lượng, còn chưa đến nỗi dính dấp đến. Rước họa vào thân, có thể hắn bây giờ vậy ngành dẫu sao là giám sát bộ. Trung kỳ ủy, giám sát bộ, bây giờ hơn nữa cái áp đảo trên đó phi báo. Ba cái, lớn đao đao phủ thủ, ngành, nếu không phải có thể công chính nghiêm minh, vì sao kẻ dưới phục tùng. Nghĩ đến đây, Trần Chấn Quân chậm rãi đứng dậy, hướng vậy trung kỳ ủy Nguyên Đức mới vừa đồng chí, giám sát bộ chính chủ nhiệm, cùng với phi báo tiểu đội trưởng hơi khom người, nói xin lỗi, gia môn bất hạnh. Thành tựu gia chủ Trần gia, vô luận như thế nào, xin chư vị bị ta một cung.
Chuyện này xin minh xét vật nhỏ, theo luật làm việc. Tự nhiên, Nguyên Đức mới vừa ba người nhìn nhau một cái, lưu lại vẩy kiện túi, chậm rãi đứng dậy rời đi. Lại có thể như vậy, Trần Bộ trưởng, vậy chúng ta liền cáo từ. Ừ, tốt lắm, trước hết không tiễn. Trần Chấn Quân gật đầu một cái, đưa mắt nhìn Nguyên Đức mới vừa các người sau khi rời đi, rồi sau đó, liền gặp hắn sắc mặt ảm đạm trở lại phòng, cầm điện thoại di động lên, bấm Trần Chấn Quốc điện thoại. Này, Chấn Quân, trễ như vậy còn gọi điện thoại cho ta. Trong điện thoại truyền đến Trần Chấn Quốc thanh âm. Chấn Quốc, bây giờ có rảnh không? Có rảnh rỗi đến ta cái này tới một chuyến. Trần Chấn Quân thở một hơi thật dài, nói. Bây giờ, bên đầu điện thoại kia, Trần Chấn Quốc ngẩn người. Ừ, bây giờ, Trần Chấn Quân chậm rãi nói. Tốt lắm, ta biết, ta bây giờ tới đây. Bên đầu điện thoại kia Trần Chấn Quốc trầm mặc hồi lâu, lúc này mới gật đầu nói. Chỉ chốc lát sau, cả người áo choàng dài Trần Chấn Quốc đi tới Trần Chấn Quân phòng. Trễ như vậy tới tìm ta, có chuyện gì sao? Nhìn sau cái bàn mặt đầy trầm mặc Trần Chấn Quân, Trần Chấn Quốc con ngươi nhanh tránh, chậm rãi hỏi. Hắn cũng không ngu, có thể trễ như vậy kêu hắn tới, nhất định là xảy ra chuyện. Cái này ngươi xem một chút đi. Trần Chấn Quân tướng Nguyên Đức mới vừa chủ mặc cho bọn hắn lưu lại kiện túi đưa cho Trần Chấn Quốc, chậm rãi nói. Đây là, Trần Chấn Quốc hơi ngẩn ra, trong lòng có chút không quá thoải mái. Ngươi trước xem một chút đi. Trần Chấn Quân không giải thích, chậm rãi nói. Trần Chấn Quốc hơi dừng lại một chút, nhận lấy vậy kiện túi, sau đó tướng bên trong kiện lấy ra, hơi lộn một cái. Chợt, hắn trong mắt trực tiếp là rụt một cái. Sao sao thay đổi tiếng. Hắn lật xem vậy món đồ đổi nhanh hơn không thiếu. Chỉ chốc lát sau, bót một tiếng. Vậy kiện túi bị Trần Chấn Quốc hung hăng té ở trên bàn, chỉ gặp hắn tức giận xông lên, môi run run nói, cái này chó má. Còn bất hiếu, lại có thể, lại có thể. Đây là người nào đưa tới? Trung kỷ ủy, giám sát bộ, còn có phi báo. Trần Chấn Quân chậm rãi nói. Phải không, Trần Chấn Quốc trong mắt lại rụt một cái, rồi sau đó tự giễu vậy cười một tiếng, lắc đầu nói, cũng tốt, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Thằng nhóc này nếu làm nhiều như vậy táng tận thiên lương sự việc, đưa hắn đi ăn đậu phộng rang, không quá phận. Người là Trần Phi Bát. Hắn để cho người chuyển cáo ngươi một tiếng, ngươi nếu là không phục, tối nay có thể đi tìm hắn, hắn ở nơi này kinh đô chờ ngươi một đêm. Trần Chấn Quân đột nhiên nói. Trần Phi, Trần Chấn Quốc cả người run lên, không nói. Mà hắn trong mắt nhưng là dần dần có nồng nặc hối hận, tự trách, cùng với không nói ra được phức tạp. Đã từng, là hắn tướng vậy hai mẹ con tự tay ôm lấy, mà bây giờ, cái đó hẳn là bị hắn gọi là con trai người đàn ông, hoặc là nên nói thần tiên chứ. Cũng đã là đến hắn Trần Chấn Quốc cao không thể leo tới đến nước, là báo ứng sao? Ha ha, Trần Chấn Quốc chết lặng cười một tiếng. Quả nhiên à, trời bỏ qua cho ai? Ta không ý kiến, Trần Chấn Quốc mặt không cảm giác, tướng vậy kiện hung hăng tạo thành một đoàn ném vào thùng rác, chuẩn bị rời đi. Đợi một chút, có thể nhưng vào lúc này, Trần Chấn Quân lại đột nhiên gọi lại hắn. Còn có chuyện gì sao? Trần Chấn Quốc không nhịn được quay đầu hỏi. Ngày mai, đi xin từ chức đi, ta biết nhúc nhích dùng gia tộc lực lượng tướng ngươi an bài đến những ngành khác, bất quá, hoặc là cấp sở, hoặc là chức ngồi chơi sơi nước, đến lúc đó thấy rõ ràng đi. Trần Chấn Quân không xem hắn, chẳng qua là nhàn nhạt nói. Trần Chấn Quốc cả người run lên, sắc mặt ngay tức thì là run lên, nhìn chằm chằm Trần Chấn Quân, hỏi, tại sao? Suy nghĩ một chút ngươi dưới mông bây giờ là vị trí nào, nếu không có thể phục chúng. Ngươi là muốn bị những người khác đuổi đi đi xuống. Trần Chấn Quân ngẩng đầu nhìn hắn một cái, giọng điệu rốt cục thì có chút tăng thêm, sớm nói cho ngươi Trần Khang Nguyên người nọ không được, đức hạnh không hợp cách, ngươi nhưng nếu không phải là tướng hắn nhận làm con thừa tự nhận nuôi làm nhi tử. Phục chúng, Trần Chấn Quốc cả người lại lần nữa run rẩy, sắc mặt buồn bã, nhưng cũng cuối cùng là rõ ràng, Trần Chấn Quân lời này là có ý gì. Quả thật, giám sát bộ vốn là quản người. Mà bây giờ hắn Trần Chấn Quốc nhi tử ra lớn như vậy cái giỏ, tội đại ác vô cùng, người khác còn có thể tiếp tục làm cái này không sinh, để cho hắn tiếp tục ngồi xuống. Làm sao có thể? Nghĩ đến đây, hắn cũng lười được lại theo Trần Chấn Quân già mồm. Sắc mặt tối sầm lại, lắc đầu một cái, xoay người rời đi. Ta biết, ngày mai ta trở về chào từ giả.
Dứt lời, hắn trực tiếp đẩy cửa phòng ra rời đi. Ai, thấy tình cảnh này, Trần Chấn Quân không khỏi thật sâu lắc đầu một cái, không nói có thể nói. Hắn nguyên lấy là cũng đến bây giờ, đã nhiều năm như vậy, người Trần Chấn Quốc ít nhất sẽ thoáng cúi đầu, hướng vậy hai mẹ con đạo nhất tiếng áy náy, có thể không nghĩ tới, người này vẫn là như thế bướng bỉnh à. Hãy cùng lão thái gia như nhau. Ai, có cơ hội nói được thật tốt, người đáng thương nhất định có chỗ đáng hận. Lời này là thật không sai. Than thở sau đó, Trần Chấn Quân lắc đầu một cái, lại bắt đầu cầm ra điện thoại khắp nơi rút đánh. Lần này chuyện này hắn phải được nghiêm túc xử lý một chút, nếu không, ảnh hưởng đến bọn họ Trần gia danh dự, vậy đúng là quá không có lợi lắm. Vì vậy liền đêm, kinh thành phạm vi nhỏ trong vòng nhấc lên một tràng động đất. Audio điện tử Võ Tấn Bền.